Chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện tôi có thể ở chung với anh không? Tác giả, ngũ nhân thang viên, thể loại, đam mỹ hiện đại, trình trạng hoàn 76 chương, văn án, từ lúc debut tới giờ người mới trình hề luôn bị xì căng đan bùa vây, có người nói tài nguyên ngon nghẻ của cậu đều là nhờ khuôn mặt của cậu kéo về. Ảnh đế đào thời gian lạnh lùng kiêu căng, Lúc nào cũng bày ra dáng vẻ không thèm để ý đối với tất cả mọi chuyện, là kiểu người mà Trình Hề không ưa nhất. Lần đầu tiên gặp nhau hai người suýt chút nữa đánh nhau, Trình Hề nói rằng nói bậy ở hiện trường quay chụp. Gặp anh ta mà còn phải mặc đồ may đo cao cấp ấy hả? Tôi và anh ta không có một chút quan hệ nào, hôm nay không, ngày mai không, sau này sẽ càng không. Kết quả đêm đó, cậu vốn có chứng mất ngủ nguyên phát chợt nhận ra mình có thể lập tức ngủ ngon ở bên cạnh đào thời gian. Mất ngủ nguyên phát là chứng mất ngủ không do các bệnh, các loại thuốc hoặc các chất khác. Nó là một rối loạn riêng biệt và nguyên nhân của nó không được hiểu rõ. Một số thay đổi lối sống có thể kích phát mất ngủ nguyên phát, như căng thẳng kéo dài và rối loạn cảm xúc. Còn không mơ thấy ác mộng, cách càng gần thì ngủ sẽ càng ngon. Mất ngủ nguyên phát, không rõ nguyên nhân bị bệnh, rất khó đi vào giấc ngủ cho dù ngủ thiếp đi vẫn luôn gặp ác mộng, cho đến giờ vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả. Bị số phận bóc cổ chấm dây thế là cậu ăn mặc chỉnh tề, rồi ôm gối gõ cửa phòng đào thời gian, hôm nay anh dai trông ngon nghẻ quá, cho em vô ở cùng tiện thể ngắm nhìn dung nhan của anh được không? chương 1, hành khách tới Thượng Hải xin chú ý, chuyến bay NL038 của Eastern Airlines giờ sẽ bắt đầu cất cánh. Vui lòng mang theo đồ đạc của bạn. Lady and gentlemen, may I have your attention please? Tảng sáng của ngày làm việc bình thường, tại sân bay quốc tế Tùng Giang chỉ có một vài đợt hành khách. Nhân viên mặt đất của sân bay ăn mặc chỉnh tề, đứng ở cửa hướng dẫn mọi người tiến vào theo thứ tự. Bỗng nhiên, có một tên mập lén lén lút lút, ló đầu ra rũi cổ cố gắng nhìn vào bên trong phòng chờ. Nhân viên mặt đất ngửi ra điều bất thường, bèn đi tới trước mặt tên mập, chào anh, bên này là lối vào của sân bay quốc tế anh muốn bay đến đâu ạ à? tôi bay tới castle comber mắt triệu tiểu đào đào một vòng không thấy paparazzi mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói với người ở sau lưng mình trình nhi bên trong tạm thời an toàn có thể tiến vào nghe giống như ám hiệu của phần tử khủng bố nhân viên mặt đất càng nghi ngờ hơn phiền anh xuất trình chứng minh thư ạ à? trình nhi lấy chứng minh thư ra ý người đâu rồi trình nhi bị kiểm tra chứng minh thư và hộ chiếu xong, triệu tiểu đào kéo vali hành lý sốt ruột chảy vào đại sảnh xuất phát, rốt cục nhìn thấy nghệ sĩ của mình đang đứng ngáp bên trái bàn tư vấn. Hai, anh ta lau mồ hôi, tổ tông, sao cậu lại tự đi một mình thế? Trình hề dùng sức dụi mắt, mắt hai mí đã bị cậu dụi thành mắt ba mí, em không đi chẳng nhẽ đứng đợi bị túm cổ vào đồn cảnh sát à? Anh biết cậu chê anh mất mặt, nhưng hôm qua cậu mới bị tuồn ra tin tức, xấu, giờ vẫn đang nằm trên hot sắt kia kìa, nếu như bị paparazzi ngồi xồm ở đây đợi thì hỏng mất. Anh phải điều tra ra mới được. Ừm, với năng lực điều tra của anh, s không mời anh tới làm đặc công đúng là đáng tiếc. Trình hề liếc anh ta, rồi lại ngáp một cái thật to. s d Strategic Homeland Intervention, Enforcement, and Logistics Division, một tổ chức đặc vụ bí mật gìn giữ hòa bình của truyện tranh Marvel. Lông mi của cậu rất dày, lúc nhìn người ta từ góc độ này đôi mắt sẽ hơi xếch lên, phối với một mái tóc màu đỏ phô trương, luôn có loại cảm giác nổi bật, vẻ đẹp hoặc mà không mị. Triệu tiểu đào nghẹn hỏng, nhưng cũng nhanh chóng tha thứ cho cậu, dù sao thì người đẹp trai, trời sinh càng dễ được tha thứ. Bên cạnh bàn tư vấn có rất nhiều người, sợ bị nhận ra, triệu tiểu đào bèn dẫn đầu đi lấy vé máy bay vừa đi vừa gặng hỏi trình hề đang ngắp liên tục tối qua cậu lại không ngủ đúng không vì tin tức xấu hay là vì chứng mất ngủ chỉ là mất ngủ thôi triệu tiểu đào khẩy khẩy đầu ngón tay mặt lộ vẻ lo lắng cậu đã mất ngủ ba ngày liên tục rồi sau hành trình là một trận chiến ác liệt không muốn sống nữa sao đúng rồi đợi chương trình bắt đầu ghi hình chắc chắn sẽ có người hỏi về chuyện lần này nhớ kỹ tuyệt đối không được trả lời trực tiếp vào vấn đề có thể đánh thái cực thì cứ đánh thái cực đấy nhá em đâu có làm thế vẻ mặt của trình hề rất thản nhiên sao phải sợ bọn họ hỏi tiểu tổ tông của anh ơi cậu biết cậu không làm nhưng bọn họ thì không biết mà này cậu có chắc là mình không định làm sáng tỏ không đây là lần thứ ba trong ngày triệu tiểu đào hỏi câu giống vậy trình hề cụp mắt xuống lông mi rung rung cậu dừng lại một lúc rồi nói em chắc chắn câu trả lời nằm trong dự liệu ngoài thở dài triệu tiểu đào cũng không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Anh ta hấp hối dãy rủa yếu ớt khuyên, vết như có kim chủ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tẩy sạch được. Sáng nay anh có nhìn thử, fan của cậu từ 169 vạn rớt xuống còn 143 vạn, có 3 fan sai đã đóng cửa rồi. Cậu tập luyện chăm chỉ không kể ngày đêm trong 3 năm, cuối cùng toàn bộ tâm huyết đổ sông đổ bể, cậu cam tâm ư. Trình hề chỉ có tổng cộng 6 fan sai, đóng mất 3 tương đương với đóng một nửa, mà ba fan sai khác không đóng, rất có khả năng là do chủ fan sai vẫn chưa ngủ dậy, nên không kịp cập nhật tin tức trên hot search. Ừ, Ừm, trình hề ngơ ngác, không sao đâu, fan sắt đá, idol thì như dòng chảy, muốn rời đi thì cứ rời đi. Không ngờ người mới lại rộng lượng như vậy, triệu tiểu đào bỗng chốc không biết nên vui mừng hay là giận vì cậu không biết tranh giành nữa, xoắn suýt cả buổi, mới tuyệt vọng quyết định làm thủ tục gửi vận chuyển trước đã bên tai rốt cục cũng yên tĩnh lại, trình hề lười biếng dựa trên cột ngay nhạc. Bàn tay cắm trong túi quần vô thức nhích tới nhích lui. Vẫn không kiềm chế được mà lấy điện thoại ra, mở ứng dụng Weibo, đăng nhập vào ấp clone, hai thông báo nhảy ra ngoài. A còng tổ chức Baby Go Home A còng tổ chức giải cứu A Phương mà bạn follow đặc biệt đăng trạng thái mới. Trình hề đọc hết nội dung, tiện thể quyên góp cho mỗi tổ chức 10 vạn tệ. Sau đó ấn vào khung tìm kiếm lần lượt tìm tên sáu fan sai. Tất cả cậu đều nhớ rất rõ ràng, đúng như lời Triệu Tiểu Đào nói, ba cái trong số đó đã đổi thành avatar đen ngòm. Còn ba cái khác chưa đăng trạng thái mới, không biết là đang quan sát hay là vẫn đang do dự chưa đưa ra quyết định. Cậu hít sâu một hơi, lai like một vòng cho fan sai, thoát khỏi khung tìm kiếm, mở hot xuất ra. Độ hot của hashtag thăng trình gạch dưới hề, tiệc gạch dưới tối đã giảm đi một chút so với tối qua từ năm vị trí đầu đã rớt xuống nằm ở giữa tối hôm qua có bên truyền thông lích một đống ảnh ảnh được chụp ở đối diện câu lạc bộ giải trí lớn nhất thành phố tùng giang xuyên qua cửa sổ phòng riêng trình hề cùng bảy tám người đàn ông đứng tuổi ngồi vây quanh một bàn hơn nữa thỉnh thoảng còn đứng dậy kính rượu bọn họ đừng thấy mấy người đàn ông đó đầu chọc bụng bia mà coi thường thực ra đều là cá sấu lớn của giới giải trí nếu như đổi một nơi hợp tiêu chuẩn hơn thì đây sẽ là một diễn đàn cấp cao về nền công nghiệp văn hóa. Nhưng ở nơi xa hoa trụy lạc thì trở nên biến chất, đặc biệt là bọn họ đều mang theo người đẹp để tiếp khách. Rõ ràng là một buổi gặp gỡ dâm loạn bẩn thỉu, Trình Hề đương nhiên cũng bị xếp vào một trong những người đẹp tiếp khách. Hơn nữa sau khi tiệc rượu kết thúc, cậu ra ngoài cùng một người đàn ông. Người đàn ông đặt tay lên lưng cậu nói gì đó, mối quan hệ cực kỳ tế nhị liên tưởng đến việc Trình Hề debut với một đĩa đơn, chỉ vòn vẹn nửa năm đã xuất hiện trong hai show thực tế nổi tiếng, tài nguyên nghịch thiên như vậy, sau lưng có kim chủ là việc hai năm rõ mười. Ấn vào từng mục, bình luận đều rất khó coi. Từ lúc cậu ta bắt đầu chấm mặt mỗi ngày để kiếm ăn là tôi đã biết sớm muộn gì cũng thất bại rồi, không ngờ lại sớm như vậy. Ha 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 nhà cam thối còn nhắm mắt thổi phồng anh nhà mấy người là mỹ nhan thịnh thế, là sao tử vi từ trên trời giáng thế nữa không? Cam là tên fan của Trình Hề, Cam Thối là NT gọi. Chợt, mỗi lần hầu hạ một bàn, không sợ bị bệnh à. Thêm V, 15 tỷ 687 triệu 231 nghìn 877 xem video làm tình của Trình Hề, đừng kêu to quá. Yếu ớt hỏi, anh giai này là ai? Nhàn sắc rất hợp gu tôi, có 100 triệu điểm rung động. Mỗi ngày một câu hỏi, hôm nay CX đã flop chưa? Âu quên mất cậu ta chưa từng hot vẫn luôn flop mssss. CS, Trình Hề, Trình Nhi, đi thôi. Lúc này Triệu Tiểu Đào đã làm xong thủ tục quay lại, Trình Hề cất điện thoại lại, rồi cùng anh ta đi đến cửa kiểm tra an ninh. Qua cửa kiểm tra an ninh, đeo ba lô lên, Triệu Tiểu Đào cứ cảm thấy tâm trạng của Trình Hề không tốt lắm, bèn đi đến máy bán hàng mua hai chai coca, đưa cho Trình Hề một chai, chai còn lại tự mở nắp ra uống. Nhưng chưa kịp uống vào miệng, thì phía sau đã có người gọi, cậu mập ở phía trước, làm ơn nhường đường. Hai người theo giọng nói quay đầu lại thì nhìn thấy một đám vệ sĩ mặc tây trang màu đen vây quanh một người đàn ông, đang nhanh chóng đi về phía bọn họ. Tính sơ sơ cũng 12-13 người, trong mắt triệu tiểu đào chợt hiện lên vẻ ngán ngẩm, nhưng người định nhường đường. Một giây sau, cánh tay bị người ta kéo lại, trình hề đứng chắn trước mặt triệu tiểu đào, anh ấy không phải tên cậu mập, không biết xưng hô như thế nào thì có thể gọi là tiên sinh. Giọng điệu lười biếng, nhưng hành động lại rất kiên định, không nhường nhịn chút nào. Triệu tiểu đào choáng váng, vệ sĩ dẫn đầu nghe vậy cũng sừng sốt, nhưng sau lưng có một đám con gái sắp đuổi kịp rồi. Ngập ngừng trong chốc lát, người đó vẫn kiên quyết chen lên lách qua người triệu tiểu đào. Ào, chai coca lắc lư theo động tác của vệ sĩ, chất lỏng màu nâu đậm đổ lên vạt áo của trình hề. Trình hề cắn chặt răng, đây là dấu hiệu điển hình cho việc cậu tức giận. Triệu Tiểu Đào vội vã ngăn cậu lại, hai người lôi kéo nhau cả buổi, mãi cho đến khi đoàn người chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, Triệu Tiểu Đào mới thả trình hề ra. Thật ra động tác của vệ sĩ trông như xô đẩy, nhưng không dùng chút sức nào, Triệu Tiểu Đào không bị thương. Nhưng avatar đen thui của ba fan sai kia cứ liên tục chuyển động trước mắt cậu, thêm cả cảm giác ướt át dính nhớp do vạt áo bị dính Coca đường cầm của Trình Hề càng cắn càng chặt. Cậu xài bước đi đến phòng chờ VIP, đẩy cửa ra rồi tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, người ban nãy là ai thế? Triệu tiểu đào nhìn lướt qua, trong phòng chờ này chỉ có một người đàn ông, dáng người rất cao, đang đưa lưng về phía bọn họ đứng bên tường gọi điện thoại. Anh ta ngồi xuống cạnh trình hề, anh nghe nói hôm nay thầy đào cũng xuất phát ở sân bay Tùng Giang, chắc là anh ta đó. Nhiều người họ đào lắm, ý anh là thầy đào nào? là đào thời diên đó triệu tiểu đào ngạc nhiên là đào thời diên ảnh đế gần như giành hết tất cả các giải nam chính xuất sắc nhất hạng a của quốc tế anh có hỏi thăm bạn bè của mình anh ta cũng xác nhận tham gia hành trình đầy bất ngờ rồi cậu không thể nào không biết anh ta chứ ai lại không biết đào thời diên dù sao thì đó cũng là nhân vật ở trên đỉnh kinh tự tháp của ngành điện ảnh trung quốc mà hóa ra là ảnh đế đào trình hề hư lạnh một tiếng thảo nào làm dáng như vậy giống như kiểu hoàng đế đi tuần vậy, chỉ thiếu nước bắt người ta ba quỷ chín lại nghênh đón thôi. Câu nói này không hề có ý che giấu, nhanh chóng truyền đến mọi ngóc ngách của phòng chờ, người đàn ông cao to đứng bên tường hơi nhíu mày. Mắt triệu tiểu đào tối sầm lại, anh ta cảm thấy mình có nguy cơ bị xuất huyết não, tiểu tổ tông, ở đây còn có người đó. Trình hề liếc nhìn người đàn ông đứng bên tường, động tác của người đàn ông chưa hề thay đổi, nếu không phải là cảm giác tồn tại quá mạnh, sợ là sẽ bị coi như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ kệ người ta cậu mà giận là sẽ chẳng quan tâm đến chuyện gì hết chê tóc mái vướng víu bèn vuốt bừa chúng ra sau xuyên thấu qua tường thủy tinh cần cổ trắng ngần mảnh khảnh vành tai sáng long lanh cùng một mảnh xương nhỏ lồi ra trên vành tai của cậu vừa liếc mắt một cái là rõ mồn một nhọn nhọn giống như tiểu tinh linh trong chuyện cổ tích người đàn ông rõ ràng sướng sờ mất mấy giây nhưng triệu tiểu đào lại đọc thanh tâm chú lần thứ 10.086. Cảm nhận được quản lý của mình có nguy cơ bị đột quỷ, trình hề không muốn chưa đến anh đã phải đi bệnh viện, bèn gượng gạo đánh chống làng, em không cần bộ đồ này nữa, đến cát sổ com bơ thì ném đi. Hàng may đo cao cấp giá 30 vạn nói không cần là không cần, lãng phí, triệu tiểu đào tiếc rẻ để anh xem có giặt sạch được không. Đúng rồi, trình hề tò mò, đâu phải tham gia hoạt động thời trang, anh bắt em mặc trang trọng như này làm gì, còn tiết lộ cả giá ra ngoài nữa. Sáng nay đi vội vàng, quần áo là do Triệu Tiểu Đào chọn giúp cậu. Triệu Tiểu Đào vung tay, ngộ nhỡ gặp thầy Đào ở sân bay thì sao, phải ăn mặc đàng hoàng một chút, để lại ấn tượng tốt cho người ta. Không đúng, chờ chút, vừa dứt lời, Triệu Tiểu Đào dùng sức vỗ lên cái miệng vô dụng của mình. Sao lại vạch áo cho người xem lưng thế hả? Tiếc là trên đời không có thuốc hối hận. Trình Hề đã nghe thấy hết toàn bộ rồi. Gặp anh ta, còn phải mặc đồ may đo cao cấp, khuôn mặt đẹp đẽ của cậu nhăn nhíu, cậu kéo chốt đồng hồ ra, giọng hơi bất mãn, vậy còn phải chạy đến ôm nữa đúng không? Em đón cha em còn không nhiệt tình như vậy. Đồng hồ tuột ra khỏi tay, mặt đồng hồ úp trên sàn nhà, phát ra một tiếng vang sắc bén trị giá 200 vạn. Trái tim của triệu tiểu đào đau rút, nhanh chóng cong mông đuổi theo. Đuổi tới cửa, cửa phòng chờ máy bay bỗng nhiên bị đẩy ra một người phụ nữ bưng ly cà phê bước vào anh diên cà phê mà anh muốn đã mua về rồi đây không phải chứ không nghe nhầm chứ anh diên nghĩ tới điều gì đó triệu tiểu đào và trình hề cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau cả hai đều nhìn thấy trương tĩnh trợ lý của đào thời diên rồi cùng nhau quay đầu lại cả hai lại cùng nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông cao to, to quay đầu lại hai tay vòng trước ngực, từ trên cao liếc nhìn bọn họ. Hốc mắt sâu hoắm, mũi cao môi mỏng, là kiểu khuôn mặt lạnh lùng bạc tình. Có một vết sẹo không rõ ở bên cầm trái, mang đến cho khuôn mặt đó chút gợi cảm chỉ thuộc về cánh mày dâu. Trong sự lạnh lùng có dấu vết của dục vọng, giống như cánh tay bị cụt của Venus, sự không hoàn mỹ đã tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ cho anh. Trình hề, triệu tiểu đào, nghẹt thở chấm dây khuôn mặt độc nhất vô nhị dễ nhận ra như vậy, gặp một lần tuyệt đối không thể quên được. Huống chi người này còn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh rộng và các giải thưởng liên hoan phim. Không phải là đào thời gian mà Trình Hề vừa mắng xong, thì CMN là ai nữa chứ? Bên sự ỷ lại nguy hiểm tạm thời chưa có chương mới thì sẽ nhảy tạm bộ này nha. Chương 2, trên đời này không có việc gì xấu hổ hơn bị bắt quả tang đúng lúc đang nói xấu sau lưng người ta gương mặt triệu tiểu đào lẫn lộn đủ các loại biểu cảm hoảng hốt, hãi hùng, bất ngờ, anh ta xấu hổ lúng túng đến độ chân cào ra cả một cái phòng si view trên đất, chồng mông lắp bắp thưa chào, chào thầy đào à. Biểu cảm trên mặt trình hề trông rất bình tĩnh, nhưng đại não thì chuyển động rất nhanh. Các vấn đề đã biết, điều kiện 1, chiều cao của kẻ địch gần 1m9, phe mình có lẽ hơn 1m8. Điều kiện 2, móng tay của đồng minh bên quân địch vừa dài vừa nhọn, còn trang bị thêm đạo cụ cà phê nóng. Đồng minh của phe mình là một anh mập yếu ớt, bị vệ sĩ đẩy một cái là lào đảo, không có một tí sức chiến đấu nào. Hỏi, tỷ lệ thắng là bao nhiêu? Trình hề nhanh chóng đưa ra đáp án, có lẽ là bằng không. Nhưng thế thì không được, mặc dù cậu không hot, nhưng vẫn phải có gánh nặng thần tượng. Ngộ nhỡ lát nữa đánh nhau thua đào thời gian, bị truyền thông tuồn tin ra, cậu phải vứt mặt mũi đi đâu đây? ba fan size may mắn còn hoạt động kia sẽ nhìn cậu như thế nào? 143 vạn fan còn sót lại sẽ nhìn cậu làm sao đây? Cậu hơi nheo mắt lại, toàn thân kéo căng, định nếu mọi chuyện tồi tệ thì sẽ liều cho cá chết lưới rách, không chết không nghỉ. Chiến tranh hết sức căng thẳng, nhưng mà, một giây sau, người đàn ông đó lại ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, gật đầu với triệu tiểu đào, rồi lập tức chuyển hướng qua trương tịnh để lên bàn giúp tôi giả vờ rộng lượng gì vậy chứ trình hề đứng bật dậy dẫn triệu tiểu đào tông cửa sông ra ngoài cửa phòng chờ máy bay đóng lại lần nữa trương tịnh theo lời để cà phê lên bàn đang định hỏi ông chủ nhà mình ban nãy có chuyện gì thì lại phát hiện tầm mắt của người đàn ông vẫn đang bồi hồi ở cửa cô tò mò hỏi anh diên anh đang nhìn gì vậy mấy giây sau đào thời diên cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt không có gì cậu trai lúc nãy hình như là trình hề Em thấy lúc đi ra ngoài vẻ mặt cậu ấy không tốt lắm, hai người xảy ra mâu thuẫn gì ạ?" À? Đào Thời Diên bày ra vẻ mặt nhàn nhạt không gợn sóng, "Không có gì, anh bạn nhỏ nên khó tránh khỏi việc mắc lỗi, có thể tha thứ được." Nghe thấy câu này, Trương Tịnh trợn mắt lên, vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ. Cô đã đi theo bên cạnh Đào Thời Diên 5 năm rồi, đương nhiên hiểu rõ tính tình của anh. Nếu như có người xảy ra xích mích trực tiếp với anh, chắc chắn sẽ phải ăn trái đắng hôm nay tự nhiên đổi tính hả ta nhưng trương tịnh không dám hỏi chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm nói như kiểu anh già lắm vậy trình hề năm nay 21 tuổi nhỉ anh chỉ lớn hơn cậu ấy 6 tuổi chứ mấy đào thời gian nhớ lại dáng vẻ nheo mắt của cậu trai mái tóc không an phận chìa lên mấy sợi tai hơi nhọn giống như một chú mèo con đang sù lông rõ ràng là dáng vẻ của một anh bạn nhỏ trương tịnh cô bảo kim khôn điều tra nơi sinh của trình hề cho tôi sau khi ra cửa đi chưa được mấy bước, Trình Hề mới chợt phản ứng lại. Cậu chạy cái gì chứ? Cậu đâu sợ đào thời gian, lại càng không sợ đánh nhau, làm gì mà như kiểu cậu trột giả quá vậy? Rõ ràng người phải đi là đào thời gian mới đúng. Trình Hề thắng gấp tại chỗ, biểu cảm cực kỳ khó chịu. Cậu tìm một góc chết. Đá cái vali du lịch của hãng Rimowa bên cạnh qua rồi dạng chân ngồi trên vali quay mặt vào tường. Đôi chân dài cong lại, đầu gối trắng loáng lộ ra từ cái lỗ ở trên quần bò. Phối với vali màu đỏ thì chính là danh lam thắng cảnh quốc gia năm a Triệu tiểu đào hì hục chạy cả buổi, rốt cục cũng đến gần trình hề, anh ta mềm hoạt dựa trên cây cột hỏng bét. Trình nhi, chúng ta đi đời rồi, cậu tự bế à? Anh mới tự bế ấy, trình hề muốn tẩn cho anh ta một trận, muốn đi đời thì anh đi đời một mình đi, đừng kéo em vào. Không tự bế thì cậu ngồi quay mặt vào tường làm gì? Này tổ tông của anh ơi, sao cậu lại bình tĩnh thế? Cậu có biết bối cảnh của đào thời diên không? Triệu tiểu đào không ngừng vòng tới vòng lui, nhà họ đào giàu sang quyền thế lâu năm, mẹ của anh ta lại làm chính trị, mối quan hệ của nhà anh ta mở rộng khắp nơi, chỉ có chuyện cậu không nghĩ tới, chứ không có chuyện anh ta không làm được. Hơn nữa bình thường nhìn anh ta khiêm tốn thế thôi, nhưng thủ đoạn thì tàn nhẫn lắm đó. Trước đây có một nam diễn viên rất nổi tiếng, tên là gì ấy nhỉ, cũng vì đắc tội với anh ta, mà trực tiếp bị công ty đóng băng hoạt động luôn. Giờ nghèo khổ chán nản, chật, thảm lắm, chỉ thiếu nước đi ăn xin dưới gầm cầu vượt thôi. Trình hề bị anh ta vòng tới vòng lui đến hoa mắt, nếu anh còn vòng tới vòng lui nữa, em sẽ đánh gãy chân anh rồi đưa anh đến dưới gầm cầu vượt để ăn xin. Cảm ơn, nhưng cơ hội quý giá như vậy cứ để lại cho người có nhu cầu đi, không phải. Trình Nhi, cậu đừng chê tôi kể chuyện giật gân. Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt Trình Hề, bày ra vẻ mặt chân thành nói, cậu có biết nếu cậu rút khỏi giới giải trí, thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ nhường nào không? Cậu, sẽ, phải, về thừa kế gia sản đó. Trình Hề, đáng sợ không? Đừng nói nữa, đúng là rất đáng sợ. Mí mắt của Trình Hề cụp xuống, hai tay vô thức nắm chặt vạt áo, nhìn chằm chằm chấm tròn nhỏ ở trên sàn nhà cậu không muốn về nhà. Cha cậu, Trình Lập Quốc, là một doanh nhân thành đạt, sau khi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình đã đưa Trình thị lên đứng đầu ngành, nhưng điều đó không có nghĩa ông ấy là một người chồng và người cha đủ tiêu chuẩn. Vào giây phút cuối cùng mẹ cậu mất do khó sinh, cũng không kịp gặp Trình Lập Quốc một lần cuối cùng, do vậy mà ông ngoại và bà ngoại cả đời này không qua lại với nhà họ Trình nữa. Mà khi còn bé, điều cậu mong đợi nhất là ăn một bữa thật ngon và được đi chơi công viên với cha, cho đến khi cậu 5 tuổi. Trình Nhi, sao cậu không nói gì, bị anh hù sợ rồi à? Hay là chúng ta đi tìm ảnh đế đào xin? Không cần, Trình Hề ngắt lời triệu tiểu đào, anh ta muốn đụng đến em không dễ vậy đâu. SSSS, có lý, hay là cậu tiết lộ thân phận của mình cho anh ta đi, không chừng bậc cha chú trong nhà hai người có quan hệ cá nhân đó giọng trình hề trở nên lạnh lùng nếu anh không cần cái miệng này nữa thì em có thể quyên góp cho người cần nó giúp anh được rồi được rồi anh ngậm miệng đây triệu tiểu đào hầm hực nói rõ ràng có bối cảnh mạnh như vậy mà lại chẳng thèm nói ra ngoài bị xuyên tạc thành có kim chủ cũng không làm sáng tỏ anh thật sự không biết vậu đang có ý đồ gì thấy không khuyên nổi trình hề triệu tiểu đào một thân một mình dựa vào lan can bắt đầu phiền muộn hai đầu ngón tay ngắn cũng mập mạp lướt lên lướt xuống trên điện thoại, tiếng bàn phím vang lên lạch cạch. Nhìn bóng lưng rộng lớn của anh ta, Trình Hề hơi hối hận vì ban nãy mình quá nặng lời, dù sao thì Triệu Tiểu Đào cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Nhưng lại không thể gạt bỏ sĩ diện dỗ dành người ta, nên chỉ có thể tìm chuyện để nói anh làm gì thế. Đồ tóc cho cậu, Triệu Tiểu Đào thở dài, cậu bị rớt tóc bên bảng xếp hạng tân binh rồi. Bảng xếp hạng tân binh là một trong những bảng xếp hạng ngôi sao quyền lực trên Weibo, chủ yếu dành cho những người debut trong khoảng thời gian ngắn, được chia thành xếp hạng theo ngày, theo tuần và theo tháng. Quán quân hàng tuần có thể giữ vị trí được đề cử trên trang bìa của bảng xếp hạng tân binh, top 3 hàng tháng thì có thể vào danh sách chính thức để thi đấu. Nếu lọt vào danh sách chính thức, có nghĩa bạn đã là nghệ sĩ đi đúng hướng và có sức cạnh tranh nhất định rồi vì trước đó đã xuất hiện trên hai chương trình thực tế nổi tiếng, thêm vào có nhan sắc, nên fan của Trình Hề hoạt động rất sôi nổi, thứ hạng của bảng xếp hạng hàng ngày luôn dao động quanh hạng 10. Tiếc là tối qua xuất hiện xì si căng đan, nên thứ hạng của Trình Hề như ngồi tàu lượn siêu tốc, rơi thẳng ra khỏi hạng 50. Lúc fan thích bản, thì sẽ cố gắng hết sức đô top đua số liệu cho bạn. Lúc không thích bạn nữa, thì sẽ cực kỳ vô tình. Một mình anh đô top thì có ích lợi gì? Trình Hề nói đừng để ý nữa. Anh nuốt không trôi cục tức này, Triệu Tiểu Đào hầm hừ, thứ hạng của Triệu Doanh Khải đã vượt qua cậu rồi, còn cố ý đâm Weibo cà khịa, ghét thật chứ. Triệu Doanh Khải là nghệ sĩ cùng công ty debut cùng lúc với Trình Hề, vẫn luôn bất mãn về sự phân chia tài nguyên trong công ty. Fan hai nhà cũng không hợp nhau, thường xuyên cảm thấy Trình Hề cản đường ai đồ mình. Nghe thấy vậy Trình Hề bèn mở Weibo ra, à còn Triệu Doanh Khải cai không tham gia tiệc rượu. Năm chữ ngắn ngủi, fan đều hiểu ra, khu bình luận rất đa dạng. Khải Khải nhà mình vào top 10 bảng xếp hạng bằng thực lực, không phải dựa vào kim chủ đâu nha. Kim chủ của ai kia giỏi lắm mà, sao không đua top cho cậu ta thế? Chúng ta tiếp tục cố gắng, mục tiêu hàng đầu là tiến vào top 3 của bảng xếp hạng tuần, mục tiêu thứ hai là tiến vào top 3 của bảng xếp hạng tháng, cả nhà tập mỹ gâu gâu gâu. Mở miệng ra là nói kháy đúng là ao cạn lắm rùa. Ao cạn lắm rùa, là ao rút nước mới thấy nhiều rùa, chầm biếm những đứa gặp chuyện cái là lộ ngay nhân cách cô ra gì. Bình luận cuối cùng chắc là do fan của Trình Hề để lại, rất nhanh đã bị fan của Triệu Doanh khải bao vây tấn công. Cảnh tượng đó trông rất buồn cười, nhưng sự lo lắng của Trình Hề trong một khoảng thời gian dài đã chợt lắng xuống. Lúc này còn 10 phút nữa là lên máy bay, Triệu Tiểu Đào đô tóp và ký tên xong, bèn gọi Trình Hề đi cùng mình. Trình Hề đứng dậy, đôi mắt chợt bị ánh sáng mạnh làm cho chói mắt. Loại ánh sáng mạnh này cậu rất quen thuộc, ngẩng đầu lên, cách đó không xa có mấy người đang vắt chân lên cổ chạy sang bên này, trên vai vác súng dài, súng ngắn, đèn flash nhấp nháy liên tục. Không cần hỏi cũng biết đó là paparazzi tới chặn đường cậu. Triệu tiểu đào lập tức kéo vali hành lý, phản ứng cực nhanh, đi về phía đào thời gian đi, không chừng anh ta có thể giúp chúng ta chặn cái đám này lại đó. Trình hề cúi đầu bước nhanh theo phía sau triệu tiểu đào, nãy em đắc tội với người ta rồi, trông chờ vào anh ta thì thà trông chờ bạch mã hoàng tử cứu vớt thế giới. Tiếc là sân bay không có chỗ để trốn, mái tóc đỏ trói mắt của trình hề chẳng khác gì thứ dẫn đường, mới được hai ba câu đã bị paparazzi đuổi kịp. Cậu Trình, cậu không đưa ra câu trả lời cho tin tức xấu, có thể hiểu là ngầm thừa nhận không? người đàn ông ra ngoài cùng cậu là ai vậy ạ à? quan hệ giữa hai người là gì có tiện tiết lộ nội dung của buổi tiệc rượu không lần này cậu xuất hiện ở sân bay phải chăng là để tránh né ý kiến và thái độ của công chúng cậu cảm thấy thế nào về bài đăng Weibo của triệu doanh khải nghe thấy ba chữ triệu doanh khải trình hề khượng lại thân là nghệ sĩ tôi nghĩ tập trung vào bản thân mình quan trọng hơn không ngờ cậu lại dám nói như thế paparazzi đều ồn lên Cậu Trình, ý của cậu là Triệu Doanh Khải không chăm chỉ rèn luyện bản thân, mà suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ư. Triệu Tiểu Đào lập tức đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ tuyệt đối không thể để Tổ Tông nóng tính nhà mình ở lại đây được, nếu không chắc chắn cậu sẽ làm ra rất nhiều chuyện. Anh ta nín thở, ưỡn bụng chen lên phía trước, thật sự chen ra được một con đường. Nhưng vất vả lắm mới lấy được tin tức, qua paparazzi đâu thể từ bỏ được, bọn họ theo thật sát bên cạnh. Trình hề bị chen chúc hơi nổi nóng, cậu nhíu mày lại, đang định lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ ở sân bay thì bỗng nhiên va vào một lồng ngực. Nhiệt độ xa lạ mang theo mùi thơm của gỗ bất ngờ không kịp chuẩn bị bao phủ quanh người làm cậu giật mình. Ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy vết sẹo trên cằm và hầu kết lồi da của đối phương. Đào thời gian hơi cúi người, dùng tông giọng chỉ có hai người nghe thấy nói, chào đón tôi không cần phải nhiệt tình như vậy. Rồi anh lập tức nhìn về phía truyền thông, chúng tôi phải lên máy bay rồi các vị nên có chừng mực mời quay về cho tác giả có lời muốn nói trình nhi ông đây giết anh chương ba giọng đào thời diên không lớn nhưng vừa nghe thấy lời anh nói đám paparazzi thật sự ngoan ngoãn rời đi bầu không khí khôi phục lại sự trong lành trình hề khựng lại mấy giây rồi mới hiểu ra câu tiếp đón tôi không cần nhiệt tình như vậy của đào thời diên là có ý gì trong phòng chờ cậu từng kêu căng buông lời em đón cha em còn không nhiệt tình như vậy mà ban nãy hình như cậu thật sự va vào lồng ngực đào thời gian rất nhiệt tình đệt mợ thù dai ghê mùi thơm của gỗ vẫn vương vấn quanh người trình hề dùng tay ra sức quạt quạt nhưng không xua tan hết được cậu tức giận định miệng phun hương thơm ai ngờ quay đầu lại thì nhìn thấy đào thời gian đang im lặng ngay nhân viên soát vé nói chuyện vẻ mặt thờ ơ giống như kiểu cái người ban nãy muốn làm cha không phải là mình vậy miệng phun hương thơm cô tu phen phang chửi thề khiến người nghe cảm thấy bị sỉ nhục hoặc xúc phạm. Việc chửi bới đột ngột bị kìm lại, trình hề thực sự nghẹn đến tận cổ. Lúc này triệu tiểu đào cũng kịp phản ứng lại, anh ta thở dài nói CMN đẹp trai vãi. Trước đây anh nghe nói ảnh đế đào có bối cảnh thâm sâu, bên truyền thông không dám trêu vào anh ta, không ngờ lại là thật. Trình hề trừng triệu tiểu đào, rồi tiếp tục đi về phía cửa lên máy bay tìm vé máy bay cầm sẵn luôn đi đỡ tốn thời gian anh chuẩn bị từ trước rồi ơ ờ, cậu nóng lắm à trình hề tai cậu hơi đỏ không chịu được thì cởi áo khoác ra anh cầm giúp cậu trình hề không cần phải thể hiện việc muốn chết một cách tươi mới và tinh tế như thế chứ một luồng không khí âm u kéo tới triệu tiểu đào cực kỳ nhạy cảm mà kết thúc chủ đề câu chuyện anh ta cố gắng rời đi sự chú ý thông qua việc pha trò, cậu nói trông chờ vào đào thời gian giúp cậu thì thả trông chờ bạch mã hoàng tử cứu vất thế giới. Kết quả anh ta lại giúp cậu thật, anh ta là bạch mã hoàng tử, ha 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 ha. Hay lắm, triệu tiểu đào, ngày này năm sau sẽ là ngày rỗ của anh. Kiểm tra vé xong, đi vào khoang máy bay, đào thời gian và Trương Tịnh đã ngồi ở hàng thứ ba của khoang hạng nhất. Trình Hề và Triệu Tiểu Đào ngồi ở hàng đầu tiên, chỉ cách bọn họ một hàng. Trình Hề không hài lòng với việc này lắm, nhưng máy bay sắp cất cánh rồi, không thể tùy ý đi lại được, nên cậu chỉ có thể ngồi xuống trước, môi mím chặt thành một đường. Triệu Tiểu Đào giúp cậu điều chỉnh ghế dựa, còn lấy cả gối kê cổ và gối kê eo ra, không dằn được sự tò mò của mình xuống, theo cậu thì vì sao cái vị ngồi sau kia lại ra tay? Sao em biết được? Giọng nói Trình Hề rất lười nhác, chắc tại đám nhà báo chặn đường đi của anh ta anh ta nói là chúng tôi chắc chắn anh ta có ý giúp cậu rồi nhưng mà có sao nói vậy vừa rồi anh ta a à, quá chừng hu 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 ngầu nhũn cả chân ý trình hề không vui nói a a à chỗ nào em thấy anh ta đang làm màu thì có hơn nữa nhìn là biết không phải người tốt anh đổi người khác mà nứng đi a à, trong an pha ý là ngầu ngầu các thứ triệu tiểu đào là gay trình hề biết cái này thì cậu nói sai rồi triệu tiểu đào dùng tay trái trống quay hàm cười tươi như hoa giáo dục nghệ sĩ của mình đời người chỉ ngắn ngủi mấy mươi năm có thể được trịch một lần là lời một lần cho dù ảnh đế đào không phải là người tốt thì với ngoại hình và dáng người của anh ta anh đây cũng sẵn sàng hiến thân ngàn vạn lần cho ảnh cơ mà nói tới đây anh ta thở dài cơ mà anh ta chắc chắn coi thường loại người vừa mập vừa xấu như anh với cả hình như anh ta có tình ý rồi anh không xấu mắt và mũi rất đẹp Trình Hề tò mò, anh ta có tình ý gì cơ? Là cái người ở studio của anh ta đó. Thời gian Trình Hề vào giới rất ngắn, vẫn chưa biết đến mấy lời đồn lâu năm. Thấy cậu lộ ra vẻ nghi ngờ, Triệu Tiểu Đào bèn hạ thấp giọng phổ cập giáo dục. Tất cả tài nguyên của studio đào thời gian đều liên quan đến phương diện điện ảnh và truyền hình. Cũng chỉ ký với một ít tiểu sinh tiểu hoa, chỉ có một nam ca sĩ, tên là Mạnh Bạch. Nghe nói nam ca sĩ này sức khỏe không tốt, thời gian nghỉ nhiều hơn thời gian làm việc, giờ đâu có công ty nào nuôi người nhàn rỗi, cậu nghĩ sao? Trình hề chẳng ừ hư gì cả, hơn nữa thường xuyên có người tung tin đào thời gian và mạnh bạch có quan hệ kiểu kia, nhưng đào thời gian lại không bao giờ làm sáng tỏ, cậu nghĩ sao? Giờ Trung Quốc vẫn chưa gợi mở đến mức có thể bao dung tất cả xu hướng tình dục tự do yêu đương, mặc dù đào thời gian không đi trên con đường lưu lượng, không ăn tiền của fan, nhưng cái mát đồng tính cũng là một nhân tố mang tính hạn chế rất lớn đối với diễn viên thậm chí có rất nhiều diễn viên vì vậy mà bị phong sát mắng chửi không nhận được hợp đồng quay phim cuối cùng phải rửa tay chậu vàng rút khỏi giới giải trí nếu như vẫn không làm sáng tỏ không chừng cũng có chút quan hệ không trong sáng tiếc là trình hề không có hứng thú quan tâm đến cuộc sống riêng tư của người khác đã ba buổi tối liên tục cậu không ngủ lại còn bị paparazzi bao vây chặn đường nên giờ cảm thấy rất mệt mỏi triệu tiểu đào nhìn ra bèn lấy tay nghe cho cậu thử nghe bài hát này xem cư dân mạng nói hỗ trợ giấc ngủ rất hiệu quả mấy năm nay trình hề đã nghe vô số bài hát mà chưa thấy bài nào có hiệu quả cả nên không mong đợi gì mà chỉ nhận tai nghe nhét đại vào trong tai nhưng mà thần kỳ là khác với trước kia nửa tiếng sau cậu thật sự cảm thấy hơi buồn ngủ trình hề đè mũ thấp xuống nhắm mắt lại khi ý thức ngày càng lờ mờ, một con dã thú mang tên bóng đêm chợt nhảy ra, kéo cậu vào một không gian chật hẹp. Cửa gỗ, cỏ khô, cửa sổ lớn bằng miệng bát. Tiếng chó sủa, tiếng ve kêu, tiếng côn trùng bò sột soạt. Trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở gấp gáp, răng càng cắn càng chặt, càng cắn càng chặt. Cuối cùng, là triệu tiểu đào đánh thức cậu, một lát sau, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, mới ngủ chưa đầy một tiếng. Lúc xuống máy bay, vì tránh mặt đào thời gian mà nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng lại, Trình Hề đã vội vàng đi đến chỗ tập hợp so biên kịch và đạo diễn đặt trước. Cái gọi là chỗ tập hợp chính là một khoảng đất trống bên ngoài sân bay, lúc Trình Hề tới, máy quay phim, tấm phản quang, máy thu thanh và các thiết bị khác đã vây quanh thành một vòng lớn, trong vòng tròn có bốn người đang nói chuyện với nhau. Chương trình mà cậu phải quay có tên là Hành trình đầy bất ngờ là chương trình thực tế mới do Đông Tranh TV nền tảng video lớn nhất ở Trung Quốc sản xuất sau 3 năm làm việc chăm chỉ. Quý một năm nay bắt đầu quay, bên sản xuất chắc chắn sẽ push để tăng nhiệt độ. Nghe nói đội hình rất mạnh, chắc bốn người này chính là những vị khách mời hùng mạnh rồi. Ngoại hình của Trình Hề rất gây chú ý, cậu mới xuất hiện, có hai máy quay đã vội vàng chuyển hướng về phía cậu. Đèn tín hiệu sáng lên cho thấy, hành trình đã bắt đầu quay hình chẳng cho một chút thời gian nào để chuẩn bị, đúng là đủ bất ngờ. Nhìn thấy cậu, cô gái trẻ tuổi trong bốn vị khách mời tròn xoe đôi mắt, má ơi, biết sớm thì em đã trang điểm cho đàng hoàng rồi. Chị ý, chị ý, nhanh giúp em uốn lông mi lên. Người phụ nữ được gọi là chị ý, khoảng 30 tuổi, cô chế nhạo, lệ sơ, tém tém lại, đừng mê dai, máy quay kìa. Cậu trai đó là Trình Hề à, nam khách mời có đôi mắt to thấp giọng nói, là người đang treo trên hot search ấy. Cậu trai cao gầy bên cạnh xác nhận, ừ, chắc là cậu ấy. Nếu như Trình Hề lên hot search vì chuyện tốt, người không quen nói vậy cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng cậu lại lên hot sất vì xì căng đan. Sắc mặt Trình Hề hơi xa sầm cậu điều chỉnh lại biểu cảm, trước tiên chào hỏi với thẩm ý tiền bối thẩm, chào chị. Thẩm ý, rời girl group Hàn Quốc về nước, phát triển ở trong nước 3 năm, giờ đã là cấp bậc đỉnh lưu. Thẩm ý gật đầu, trình hề lại chuyển hướng qua cô gái ban nãy, lệ sơ, lại gặp nhau rồi, gần đây có chăm chỉ luyện thanh không đấy. Hứa lệ sơ, tiểu hoa mới, năm ngoái vừa nhận được giải thưởng người mới xuất sắc nhất ở liên hoan phim. Hai người từng song ca với nhau ở một buổi giả hội nào đó. À a à, à đừng nhắc lại hiện trường tai nạn xe cộ của tôi nữa được không. Mặt hứa lệ sơ lập tức đỏ lên, đặc biệt là cậu, cậu càng không được nhắc bị dai đẹp nhớ cái việc đáng xấu hổ của mình thực sự rất lúng túng. Hai nam khách mời còn lại vẫn đứng cùng nhau, chắc là có quan hệ cá nhân. Trình Hề trước tiên quay qua bên trái, nói với người đàn ông có đôi mắt to nói cậu treo trên hot search. Anh là, nam khách mời mắt to bày ra một nụ cười thân thiện, chào cậu, tôi là Mạnh Bạch. Mạnh Bạch, tên quen ghê, hình như nghe qua ở đâu rồi. Ngập ngừng mấy giây, Trình Hề mới nhớ ra, nam ca sĩ có mối quan hệ không trong sáng với đào thời gian mà ban nãy triệu tiểu đào kể không phải tên mạnh bạch sao vốn cậu đang tò mò về lý do đào thời gian nhận sâu thực tế giờ xem ra 8 phần mười là muốn dẫn dắt mạnh bạch rồi để push người của mình mà hạ thấp địa vị bản thân trình hề ở trong lòng chợp một tiếng không nhìn ra nha đúng là một người rất trọng tình cảm nhưng thần tình yêu chẳng liên quan gì đến cậu cả trình hề dừng lại thân thiện bắt tay với mạnh bạch chào anh tôi là trình hề đang treo trên hot sut người ở đây đều có thể nghe ra câu nói này đang mỉa mai mạnh bạch mọi người lập tức im bặt không ngờ cậu lại dám nói như thế trước máy quay phim ý cười của mạnh bạch cứng đờ nơi khóe miệng hắn lập tức tỏ ra thân thiện hơn giả vờ như không nghe ra điều gì bất thường chuyện này cứ như thế mà bỏ qua đao quang kiếm ảnh trong lời nói của hai người cũng làm cả ekip đạo diễn trở nên hương phấn đạo diễn lưu thấp giọng dặn dò trợ lý có điểm hot bảo với bên biên tập đánh dấu đoạn này lại trợ lý hiểu ra lập tức chạy sang bên cạnh gọi điện cho bên biên tập một khách mời khác tên là vương tử hàn là một diễn viên đồng hương với mạnh bạch hai người đã quen nhau từ trước rồi chào hỏi nhau xong hứa lệ sơ mới cố gắng khuấy động bầu không khí trước khi đi em lướt quay bua thấy ảnh sân bay của ảnh đế đảo đó cam nhỏ tôi nhớ hình như nhà cậu ở tùng giang khách mời cuối cùng của chúng ta không phải là ảnh đế đảo đấy chứ nếu như phải thì tôi có thể gặp idol của mình rồi ekip chương trình của hành trình làm công tác bảo mật rất tốt không thông báo khách mời ngay cả bản thân khách mời cũng không biết trong hai tháng này mình sẽ quay cùng ai hôm nay mới nhìn thấy đội hình thẩm ý mỉm cười nói trong ấn tượng của chị hình như thời gian chưa lên sâu thực tế bao giờ giấc mộng của em sợ là khó mà thành hiện thực Mơ thôi mà, chính là dùng để sụp đổ, tuổi của hứa lệ sơ và trình hề sắp xỉ nhau, nên cô rất thích đùa, bé trình hề, cậu không hỏi thăm hành trình của anh ấy à, nếu có thời gian thì có thể tới đây làm khách mời. Không đợi trình hề trả lời, Vương Tử Hàn đã nháy mắt với hứa lệ sơ, thật ra em có thể hỏi tiểu bạch mà. Xì căng đan giữa đào thời gian và mạnh bạch đã lưu truyền mấy năm nay, hứa lệ sơ không phải người mới, ít nhiều gì cũng đã nghe qua một chút ban nãy cô không nói là vì không rõ mạnh bạch có kiêm kỵ hay không giờ thấy chắc là không kiêm kỵ gì nếu không vương tử hàn cũng chẳng nói bóng nói gió với cô nghe thấy vậy mạnh bạch chờ khượng lại hắn ậm ừ ờ, hành trình của ông chủ chúng tôi không công khai ra bên ngoài tôi cũng không biết nữa vậy thì phải đặt hết hy vọng lên người trình trình thôi hứa lệ sơ chắp hai tay trước ngực nhìn về phía trình hì nói qua nói lại liên quan dám gì đến cậu hôm nay hàm lượng đào thời diên trong chủ đề trò chuyện đã vượt chỉ tiêu trình hề sắp dị ứng với cái tên này rồi cậu cười lạnh trong lòng một tiếng bày ra vẻ mặt khiêm tốn mà người mới nên có tôi chỉ trùng hợp cất cánh ở sân bay tùng giang thôi sao có thể may mắn nói chuyện với thầy đào được tôi không quen anh ấy không quen đang định chào hỏi đạo diễn lưu đào thời diên chợt nghe thấy câu nói này từ trong máy quay mấy tiếng trước anh vừa giúp cậu trai này dọn dẹp đám paparazzi, không nhận được lời cảm ơn thì thôi, chẳng mấy chốc đã bị phân vào hàng ngũ, không quen, rồi. Đào thời gian nhíu mày, anh bạn nhỏ này qua cầu rút ván hay ghê ta, tác giả có lời muốn nói, đào, sau này sẽ có lúc em quen thôi. chương 4, triệu tiểu đào có bạn ở Đông Cam TV nên mới nhận được tin tức đào thời gian tham gia hành trình trước đó hai ngày, những người còn lại thì hoàn toàn không biết gì. Vì vậy lúc đào thời gian mang theo vết sẹo đặc trưng kia xuất hiện ở đó, toàn bộ khách mời đều nhốn nháo. Hứa lệ sơ không ngờ hạnh phúc lại tới đột ngột như thế, cô kích động khoa chân múa tay, chạy đến trước mặt đào thời gian cúi chào thật thấp, thầy đào, em là người mê phim của anh, em thích anh lắm. Trình hề tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu, thẩm ý ngạc nhiên, thời gian, là cậu thật à? Quay phim chán rồi nên đến trải nghiệm cuộc sống trên sâu thực tế hả? có chịu được không đấy? Bọn họ từng hợp tác với nhau, nên quan hệ cá nhân của hai người không tệ. Đào Thời Diên nói, hiện tại phim vẫn đang nằm trong danh sách hứng thú, chắc là có thể đóng thêm 2-3 năm nữa. Vì sao lại nói đến chuyện đóng phim như kiểu đơn giản lắm vậy? Thẩm ý tức giận trừng mắt. Sau khi Đào Thời Diên tới, Vương Tử Hàn cũng vòng qua đứng bên cạnh anh, cả hiện trường chỉ có Trình Hề và Mạnh Bạch là không qua. Trình Hề đứng sau bóng dâm của máy quay, vừa hóng gió vừa buồn chán nghịch mũ, cứ cảm thấy sau lưng có người nhìn mình chằm chằm. Quay đầu lại, Mạnh Bạch đang cúi đầu nhìn mũi giày của mình, đôi mắt to cụp xuống, nhìn cực kỳ làm người ta yêu thương. Toàn bộ sáu khách mời vào vị trí, đợi mọi người chào hỏi xong, lão liêu biên đạo dơ loa lớn lên làm MC không chuyên, được rồi, đủ người rồi, hoan nghênh mọi người đến với hành trình đầy bất ngờ mùa một. Không nói mấy lời phí thời gian nữa, tiếp theo đây tôi sẽ thông báo quy tắc của chương trình. Hành trình là sâu thực tế cạnh tranh với nhau về du lịch, đúng như tên gọi, trong khi đi dạo tham quan phong cảnh, các bạn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi ekip đạo diễn, đồng thời sẽ nhận được điểm. Đa số nhiệm vụ đều có điểm thường, mỗi trạm dừng chân sẽ tổng kết một lần, người có điểm số đứng đầu sẽ giành được giải nhất. Sau khi 6 trạm của mùa một kết thúc, người có tổng điểm cao nhất sẽ là quán quân cả mùa. Quán quân của mùa sẽ nhận được giải thưởng cuối cùng từ ekip đạo diễn. Hứa lệ sơ tò mò, phần thưởng cuối cùng là gì thế hả? À? Đạo diễn liêu bày ra vẻ mặt đắc ý, người đại diện khu vực Trung Quốc của Dilip A. Dilip A, thương hiệu hàng hiệu hàng đầu thế giới, người đại diện sản phẩm mới của mỗi mùa đều là người mẫu quốc tế hoặc những nhân vật cấp ảnh hậu ảnh đế, là một trong những tài nguyên thời trang tốt nhất. Hơn nữa một khi được làm đại diện cho Dilip A, thì cũng sẽ để lại ấn tượng cho các nhãn hàng khác tương đương với việc mở ra con đường thời trang lợi ích không cần nói cũng biết đông cam tv thực sự bỏ vốn rất lớn ánh mắt của mọi người lập tức thay đổi mọi người đã hiểu hết quy tắc của cuộc thi chưa đạo diễn lưu hít sâu một hơi vậy thì bắt đầu từ giờ các bạn đã chính thức bước vào cuộc thi rồi để công bằng mọi người đều không được sử dụng tiền mặt thẻ ngân hàng và các phần mềm có chức năng thanh toán không được tự ý tìm người khác ngoài khách mời để giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu bị ekip chương trình phát hiện ra, lần một sẽ nhắc nhở cảnh cáo, lần thứ hai thì sẽ phạt. Trình hề hỏi, hình phạt là gì? Ghim quá trình phạm quy trên Weibo một tuần và đẩy nó lên trang chủ của mỗi một khán giả follow hành trình. Người khác thì không nói, chỉ riêng một mình đào thời gian đã có 80 triệu fan trên Weibo, đẩy quá trình phạm quy lên trang chủ của mấy trăm triệu khán giả. Má ơi, cậu chỉ còn ba fan sai, không thể để mất được. Trình Hề thu hồi sự thăm dò của mình lại. Nếu các bạn không có ý kiến gì nữa, đạo diễn Lưu nói, chạm đầu tiên sẽ thi đấu theo hình thức hai người một nhóm, giờ cho các bạn 10 phút để dọn đồ đạc và tiền bạc. 10 phút đếm ngược, bắt đầu. Đạo diễn Lưu vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên lộn xộn. Thời gian rất gấp, Vương Tử Hàn vội vàng chạy đến bên cạnh Mạnh Bạch bàn bạc đối sách, Tiểu Bạch, Lát nữa chắc chắn thầy đào sẽ tới tìm cậu lập nhóm nghỉ. Mạnh bạch lắc đầu, tôi không biết ekip chương trình bố trí như thế nào, nhưng cho dù anh ấy muốn lập nhóm với tôi, tôi cũng sẽ không đồng ý, sức khỏe của tôi không tốt sẽ kéo chân sau của anh ấy. không sao đâu, anh ấy chắc chắn sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt. Vương từ hàn thở dài cậu nói xem tôi phải tìm ai đây. Trừ cậu và thầy đào ra, chỉ còn lại một mình trình hề là nam thôi. nhưng cậu yên tâm, tôi chắc chắn không chọn cậu ta. Nếu như là sâu thực tế bình thường, thì chỉ cần cân nhắc xem cảnh quay có nhiều không, hiệu quả của sâu có tốt hay không là được. Nhưng giờ giải thưởng là đi lip A, nên mọi người đều muốn thắng. Hay là cậu chọn lệ sơ đi, mạnh bạch đề nghị, tính thẩm ý quá hiếu thắng, tôi sợ hai người cãi nhau. Vương Tử Hàn cũng định làm vậy, quyết định xong ứng cử viên, ngã thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy điện thoại ra đọc tin tức ban nãy vẫn chưa đọc xong màn hình sáng lên, trên đó là bức ảnh Trình Hề và Đào Thời Diên đụng phải nhau ở sân bay. Hai người dính chặt vào nhau, độ phân giải rất mờ, chắc là ảnh do người qua đường chụp, nhìn từ bên cạnh trông rất giống, Trình Hề đang chủ động ôm ấp người ta. Gã và Mạnh Bạch đến sớm nhất, cùng nhau lướt Weibo thì nhìn thấy bức ảnh này. Ngay sau đó việc ghi hình bắt đầu, đến giờ hai người vẫn chưa tìm được cơ hội để trao đổi với nhau. Vương Tử Hàn, hừ, một tiếng, đúng là kẻ chuyên tìm kim chủ khắp nơi, còn chưa xuống khỏi hot search, mới người thấy mùi tài nguyên đã cố gắng hết sức chui vào lòng thầy đào rồi. Tiểu Bạch, cậu đừng để ý, thầy đào tuyệt đối sẽ không thích loại người như cậu ta đâu. Mạnh Bạch cắn môi dưới, chẳng nói lời nào, với cả thầy đào đi tùng giang lúc nào vậy, họ trình may ghê. Chắc là hai ngày trước, Mạnh Bạch đào mắt, tôi không nhớ cụ thể nữa. Một bên khác, Trình Hề hoàn toàn không hề hay biết mạnh bạch mỉa mai mình là do bức ảnh trông hơi mập mờ kia. Cậu khiêng vali hành lý lên xe của tổ chương trình, cởi ba lô ra, triệu tiểu đào tinh mắt chạy tới nhận lấy, Trình Nhi, đồ quan trọng cứ để ở chỗ anh, anh cất cho cậu. Tâm trạng của Trình Hề hơi xa sốt cậu, ừ, một tiếng. Triệu tiểu đào biết nguyên nhân cậu không vui, nếu như ngủ không ngon thì bàn bạc với ekip chương trình, buổi tối chúng ta ra ngoài ở trình hề có một tật xấu cho dù ở nhà mình hay là ở khách sạn thì phòng ngủ cũng phải đón ánh mặt trời cửa sổ phải lớn vốn giấc ngủ của cậu có vấn đề nếu như ở nơi điều kiện hơi kém một chút sợ là sẽ khó đi vào giấc ngủ không cần đâu mặt trình hề không có chút cảm xúc nào đã ký hợp đồng rồi thì phải làm theo quy tắc hai tháng em vẫn chịu được triệu tiểu đào thở dài hai tháng là quay xong chương trình nhưng còn sức khỏe thì sao cứ ngủ không đủ mãi thì người cũng hỏng mất thôi. Tạm thời không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, triệu tiểu đào cúi đầu nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa, lát nữa cậu định lập nhóm với ai. Ai cũng được, trình hề không quan tâm đến giải thưởng lắm, im lặng một lát cậu lại bổ sung, chỉ cần không phải họ đào là được. Với địa vị trong giới của đào thời gian, đối đầu với anh chắc chắn không có kết quả tốt. Triệu tiểu đào cố gắng làm người hòa giải, oan ra nên cười không nên buộc, cậu có thể tiếp xúc với anh ta thử xem lúc ở sân bay không phải anh ta cũng giúp cậu đó sao đừng nghĩ vớ vẩn nữa trình hề không vui với hoàn cảnh của em hiện tại người khác trốn em còn không kịp nữa là hơn nữa em không ưa kiểu người kiêu ngạo như anh ta chắc chắn sẽ không làm bạn được với anh ta đâu giờ không sau này lại càng không em thề nếu như em và anh ta có dù chỉ một chút xíu quan hệ thì em sẽ bị xui xẻo ba tháng được chưa mí mắt triệu tiểu đào giật giật, vội vàng che miệng trình hề lại, được rồi được rồi, anh biết rồi, anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, em đừng thề bậy thề bạ mà gieo tai họa cho mình đó. Trình hề đập tay anh ta xuống, phủi phủi ống tay áo, rốt cục cũng lấy lại được sự yên tĩnh như mong muốn. Mười phút thoáng chốc trôi qua, đạo diễn lưu tập hợp mọi người lại với nhau, rồi lấy sáu phong bì ra, sau khi suy nghĩ, trong lòng mỗi người đều đã chọn được đồng đội phù hợp rồi đúng không? phải, nhưng các bạn muốn cũng vô dụng. Vậy CMN ông còn bảo suy nghĩ làm gì, suy nghĩ để im lặng à? Trong tay tôi có 6 bảng chữ số Ả Rập từ 0 tới 5. Tiếp theo đây mời các bạn hãy tới lấy số thứ tự của mình, rồi lần lượt chọn nhóm theo thứ tự từ lớn đến bé. Nhân đây, tôi xin nhắc nhở trước, ba nhóm A, B, C lần lượt tương ứng với nơi đặt nhiệm vụ đầu tiên. Nhóm A là nhóm gần manh mối nhất và dễ hoàn thành nhiệm vụ nhất nhóm C là nơi xa manh mối nhất, nên các bạn phải suy nghĩ cho thật kỹ nhé. Nghe khó qua đi, hứa lệ sơ liếc đạo diễn lưu một cái, rồi tới chọn phong bì đầu tiên. Trình hề đi theo sau cô, tùy ý rút một tấm. Quay về chỗ cũ, cậu mở phong bì ra, khóe miệng vốn đã không cong lên thoáng chốc lại sẽ xuống. Đợi mọi người chọn bảng số xong, đạo diễn lưu nhìn sơ qua một vòng, số 5 là mạnh bạch, cậu chọn nhóm nào. Mọi người đều dành ánh mắt hâm mộ cho hắn, Hứa Lệ Sơ thì thầm, còn phải hỏi sao, chắc chắn là chọn nhóm A rồi. Nhưng Mạnh Bạch lại rụt rè nói, Đạo Diễn Lưu, tôi chọn nhóm B. Hứa Lệ Sơ đứng hình, theo cách nói của tổ chương trình, nhóm A có xác suất thành công lớn nhất. Dưới tình huống có quyền lựa chọn, người bình thường chắc chắn sẽ không bỏ A chọn B, đây là tự chuốc lấy khổ à. Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau. Nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra, Mạnh Bạch làm như vậy là vì Đào Thời Diên. Đào Thời Diên rút được số 2, là người thứ tư chọn nhóm, nếu Mạnh Bạch chọn nhóm A, người tiếp theo chắc chắn cũng sẽ chọn A để thắng, như vậy hắn không thể cùng nhóm với Đào Thời Diên được. Càng thêm chắc chắn hai người có vấn đề, tiếp theo là Vương Tử Hàn, theo mạch suy nghĩ của người bình thường mà chọn nhóm A. Số 3 là Hứa Lệ Sơ, cô đoán idol của mình sẽ lập nhóm với Mạnh Bạch nên cũng lưu luyến không rời mà đi tới nhóm A. Đạo diễn lưu, đến số 2 rồi, thời gian, cậu chọn nhóm nào? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đảo thời gian. Chung một nhóm với anh có nghĩa là nhóm này sẽ có nhiều cảnh quay nhất, được người ta quan tâm nhiều nhất, hơn nữa về thể chất tỷ lệ thắng cũng là lớn nhất. Vương Tử Hàn mỉm cười mập mờ quang ánh mắt về phía mạnh bạch. Những khách mời còn lại cũng theo tầm mắt của gã mà nhìn mạnh bạch, đều lộ ra vẻ mặt sáng tỏ có yếu tố cạnh tranh, Đào Thời Diên chắc chắn sẽ chọn người mà mình bồi dưỡng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Hơn nữa Mạnh Bạch còn tới nhóm B vì anh, hy sinh quá nhiều, anh không chọn Mạnh Bạch mới là đó. Bị quá nhiều người nhìn chằm chằm, Mạnh Bạch hơi xấu hổ, hắn giống như trách cứ mà Trừng Vương Tử Hàn một cái, nhưng sự mong đợi trên khuôn mặt thì khó mà che giấu được. Nhưng Đào Thời Diên lại giả vờ như không thấy sự mờ ám của Mạnh Bạch, vẻ mặt của anh vẫn rất hờ hững. Anh lấy kính dâm xuống xoay hai vòng trên đầu ngón tay, ngón tay thon dài được màu đen của kính tôn lên lại càng vừa trắng vừa dài. Ánh mắt chuyển quanh ba nhóm, rốt cuộc lại dừng ở vị trí cuối cùng, tôi chọn nhóm C. Tất cả khách mời đều bày ra vẻ mặt mờ mịt, ai cũng nghi ngờ tai mình có vấn đề. Trình Hề hơi đứng không vững, tiếp đó, không cần đạo diễn lưu kêu quy trình, Thẩm Ý chủ động nói, tôi chọn nhóm B. Nói xong bước lại đứng bên cạnh Mạnh Bạch. Được chọn nhóm kết thúc, đạo diễn lưu cười híp mắt, còn Trình Hề tự động đưa về nhóm C. Tới nhóm C có nghĩa là trung đội với đảo thời gian, Trình Hề hoàn toàn không đứng vững nữa. Với ân oán giữa hai người, còn không đánh nhau một mất một còn à. Cậu lập tức giơ tay lên, đạo diễn, tôi muốn từ chối. Đạo diễn lưu nheo mắt nhìn bên hông cậu, giọng nói rất tàn nhẫn, cậu không có quyền từ chối đâu. Vì sao, còn không biết xấu hổ mà hỏi vì sao à chấp nhận thực tế đi nhóc con, đạo diễn lưu buông tay, ai bảo cậu là không chứ? Tác giả có lời muốn nói, tiểu trình nhi, ông đây là một, là 111, ý đạo diễn là ai bảo em nó rút được số không nha? chương 5, ha 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 ha, đạo diễn lưu vừa dứt lời, hiện trường lập tức vỡ hòa một tràng cười thật lớn, đặc biệt là tiếng cười của mấy cô gái là to nhất, hứa lệ sơ cười đến mức ho khan. Trình hề vốn đang bị bẽ mặt vì thiếu may mắn chọn chúng số không, nghe thấy tiếng cười này cảm giác hơi bất thường, bèn nghiêng đầu hỏi trợ lý quay phim ở sau lưng, không có nghĩa là gì. Chị gái quay phim chùi nước mắt, thầy Trình, nếu như giờ cậu không biết, thì mãi mãi không biết sẽ tốt hơn. Trình hề không phải là người có tính tò mò, nhưng tự nhiên bị cười như thế cậu lại cảm thấy rất khó hiểu, không sao đâu, chị cứ nói đi. Cậu biết tiểu thuyết đam mỹ không? trong tiểu thuyết có phân chia công thủ, mà một và không được dùng để ví von công với thủ. Được trợ lý quay phim phổ cập kiến thức, mặt trình hề tối sầm lại bước lên xe bus nhỏ của tổ chương trình, các ghế trên xe được chia theo nhóm, nhóm A ngồi ở hàng đầu tiên, nhóm B ngồi ở hàng thứ hai, nhóm C ngồi ở hàng thứ ba. Trình hề ngồi xuống chỗ cạnh cửa, thấy đào thời gian bước tới, cậu bèn dùng sức lui vào trong, chia ra một đường, vĩ tuyến 38 cực kỳ rõ ràng bạn cùng bàn bị chia lãnh thổ bật cười cũng chẳng muốn đánh giá loại hành vi trẻ con này nữa tuân thủ quan điểm chi tiền mời khách mời tới thì phải tận dụng triệt để mọi thứ xe chạy chưa được bao lâu đạo diễn lưu đã lấy loa lớn của mình ra nhân lúc mọi người nghỉ ngơi tôi sẽ thông báo nhiệm vụ đầu tiên của trạm dừng chân thứ nhất thẩm ý cảm thấy sợ hãi giờ ở trung quốc là đêm khuya rồi chúng ta không tìm chỗ tắm rửa ngủ nghỉ trước đã à bên này đang là buổi chiều mà với cả nhiệm vụ cũng liên quan đến việc nghỉ ngơi của các bạn, đạo diễn lưu giơ tay lên, xin mời xem TV trên xe bus. Mọi người nghe lời ngẩng đầu lên, màn hình TV lóe sáng, một đoạn video được lồng tiếng Anh thuần thục chậm rãi truyền vào trong tai khách mời. Ở một thị trấn cổ kính và xa xôi của Castle Comber, có một cặp tình nhân sống với nhau rất hạnh phúc, Alice và công tước các. Thế nhưng sự đời không như mong muốn, cha của Alice đã hứa hôn nàng cho một người giàu có ở trong vùng mà chưa nhận được sự đồng ý của nàng, ngày cưới đã được ấn định vào ngày mai. Hôm nay, Alice muốn gặp nam tước các một lần cuối cùng, để nói ra nỗi lòng mà mình chưa kịp nói. Những vị khách từ phương xa tới đây, mong các bạn sẽ tìm được Alice và nhanh chóng dẫn nàng tới pháo đài của người yêu nàng ấy. Mặc dù lồng tiếng Anh, nhưng trên màn hình có phụ đề tiếng Trung, chế tác tinh xảo, âm nhạc được ghép đúng chỗ. Hứa lệ sơ và mạnh bạch nghe đến rơi nước mắt. Mạnh bạch rủi cái mũi đỏ ửng của mình, sao ông trời lúc nào cũng muốn cầm gậy đánh uyên ương thế? Trình Hề nói, nhiệm vụ đầu tiên là tìm NPC. Đào thời gian có manh mối không? Hứa lệ sơ lường bọn họ, hai người đừng có công tư phân minh quá như thế được không? Không công tư phân minh thì đã chẳng liên quan gì đến nhau rồi, cả đời này đều không. Hứa lệ sơ nhìn chằm chằm khuôn mặt của hai giai đẹp, Nước mắt chẳng chút khách khí chảy qua khóe miệng. Nhóm C phân tích rất đúng, nhiệm vụ của chúng ta là tìm Alice. Nhóm nào tìm được Alice đầu tiên thì mỗi người trong nhóm sẽ được 10 điểm cộng thêm phần thưởng, nhóm thứ hai 7 điểm, nhóm thứ ba 3, 3 điểm, đạo diễn Lưu nói, chúng tôi sẽ đưa ba nhóm khách mời đến những chỗ khác nhau theo thứ tự, đồng thời sẽ cung cấp manh mối đầu tiên cho mọi người. Màn hình TV trên xe bus chuyển đổi, biến thành Đúng, chính là một đường ngang sáu người nhìn mà đầu óc mơ hồ, chưa kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ekip chương trình quang bộ đàm cho, rồi tuyệt tình ném xuống xe. Chỗ trình hề và đào thời gian xuống xe là một nông trường bỏ hoang, cỏ xanh cao mút trời nhuộm bầu trời thành màu xanh lục, ngoài côn trùng, xung quanh không có bất kỳ loài sinh vật nào biết thở, cực kỳ phù hợp với vị trí của nhóm C. Máy quay đang đặt trước mặt hai người, thoáng thấy đồng đội đang mím môi không tính nói chuyện, Đào thời gian bèn hờ hững nói, phân tích manh mối đi. Trình hề còn đang, nhớ lại, kiến thức được trợ lý quay phim phổ cập, không có hứng thú làm nhiệm vụ. Nhưng không thể không làm. Thứ nhất, ekip chương trình chi tiền mời cậu đến, không phải đến để mặt nặng mày nhẹ, fan cũng chẳng đến xem cậu xị mặt. Thứ hai, cậu không muốn thua, không phải vì đại ngôn, mà chỉ đơn giản là không thích cảm giác bị thua thôi. Trình hề hít sâu một hơi, giống như người máy không có linh hồn, manh mối là một đường thẳng, có lẽ là liên quan đến vật gì đó hình đường thẳng. Đào thời gian nhìn xung quanh một vòng, đường thẳng thì chỉ có hàng rào phía trước kia thôi. Liệu manh mối tiếp theo có nằm trên hàng rào không nhỉ? Hàng rào dài hơn 30 mét, đào thời gian nói, chia nhau ra tìm, tôi bắt đầu từ bên trái, cậu bắt đầu từ bên phải. Sắp xếp rõ ràng quá nhờ, trình hề cắm hai tay trong túi quần, cầm chỉ về bên trái, không, bên trái là hướng may mắn của tôi, tôi muốn bắt đầu từ bên trái. nói xong, mặc kệ đào thời gian có đồng ý hay không, cậu cũng một mình đi về bên trái. đào thời gian nhún mày, lê chân đi về bên phải. tiếc là tìm kiếm tỉ mỉ một vòng, cho dù là bên trái hay bên phải, thì cũng chẳng tìm được bất cứ manh mối nào có ích. trợ lý quay phim đúng lúc nói trên vào, nếu khách mời không tìm được manh mối, thì có thể dùng điểm để xin tổ chương trình giúp đỡ tổ chương trình sẽ cung cấp chỉ dẫn mới cho hai người. Trình hề ngạc nhiên, giờ chúng tôi đã có điểm rồi à? Vẫn chưa, ban đầu điểm của mọi người đều là không. Nhưng có thể vay điểm, lãi thấp lắm. Vay điểm để xin giúp đỡ. Trình Hề bị tổ chương trình không có lương tâm làm cho tức đến mức bật cười, im lặng dùm đi, đừng ngắt mạch suy nghĩ của khách mời. Hích, dài đẹp dữ quá đi. Chị gái quay phim lấy điện thoại ra, gõ chữ trong group, xin lỗi đạo diễn lưu tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ mà chú giao thật ra manh mối mơ hồ như vậy chính là để thiết lập trở ngại cho khách mời làm khách mời phải vay điểm xin giúp đỡ bắt đầu từ không sẽ chẳng thú vị chút nào cả bắt đầu từ số âm thì vui biết bao nhiêu chứ đạo diễn lưu cười nham hiểm không sao một lúc nữa bọn họ cũng phải chịu khuất phục thôi giống như để xác minh lời ông nói ngay sau đó bộ đàm đinh một tiếng âm thanh điện tử lạnh lùng phát ra. Thẩm ý mạnh bạch nhóm B chọn xin giúp đỡ. Trợ lý và người quay phim cùng nhìn nhau mỉm cười. Chỉ có một đường thẳng mà tìm ra manh mối mới lạ. Để xem nhóm C có thể kiên cường đến lúc nào. Hứ. Một giây sau, bọn họ nghe đào thời gian nói thay đổi mạch suy nghĩ, bắt đầu từ góc nhìn mà tổ chương trình ra đề. Trình hề theo bản năng nói tiếp để lôi cuốn tổ chương trình chắc chắn sẽ thả bom khói mà cái lần ngang đó chính là bom khói do họ thả ra. Đào thời gian, chúng ta đã hiểu sai ý của manh mối, ngoài lần ngang, còn có thể là. Một trong chữ hán, Trình Hề nói, không sai, vì màn hình TV trên xe bát rất lớn, nên khi một đường thẳng xuất hiện trên màn hình, từ hiệu quả thị giác sẽ rất dễ ngộ nhận đó là lần ngang, và bỏ qua việc chữ Y trong tiếng hán cũng được viết như vậy. Vậy Y có nghĩa là gì nhỉ? Trình Hề trầm ngâm giờ đang ở Anh, một trong tiếng Anh là oan, câu chuyện liên quan đến oan. Bộ đàm lại, đinh, một tiếng, thẩm ý, Mạnh Bạch đã đi đến nơi có manh mối thứ hai. Nếu như lấy được manh mối thứ hai, nhóm B không còn xa nữa sẽ tìm được Alice. Đào thời gian đang định dặn Trình Hề không cần phải gấp, mới cục mắt xuống đã thấy cậu trai duỗi ngón tay trò thon dài của mình ra, dường như chê bộ đàm quá ồn ào nên gõ cốc cốc hai lần. Đinh, mong khách mời đừng cố phá hủy thiết bị liên lạc tuổi không lớn nhưng lại rất nóng này đào thời diên nói đừng nghĩ phức tạp quá đoạn video phát trên xe vừa rồi có lẫn hai ngôn ngữ anh anh và anh mỹ với khả năng copywriting của ekip chương trình chắc sẽ không tìm được câu chuyện nào xa xôi đâu nghe thấy câu này thông qua thiết bị giám sát đạo diễn lưu che ngực ấn bộ đàm đinh mong khách mời không công kích ekip chương trình về mặt ngôn ngữ ấn xong ông chờ đào thời gian trả lời mình, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy ai nói gì cả. Mở thùng máy ra, trong một đống đèn xanh, chỉ có đèn liên lạc số 2 là màu đen. Đào thời gian trực tiếp rút nguồn điện của bộ đàm. Đạo diễn lưu, nhóm C qua đáng quá đi QAQ. Đào thời gian nhìn Trình Hề, ánh mắt Trình Hề lấp lánh, nếu như là vậy thật, thì một, rồi hai, rồi ba. Cậu bỗng nhiên chuyển hướng về rừng cây ở bên phải. Theo tầm mắt của cậu, có năm bụi cây nhỏ thưa thớt ở bìa rừng, giữa những bụi cây cách nhau một khoảng trống, vừa vặn chia ra một bên hai cây và một bên ba cây. Đinh, Vương Tử Hàn, hứa lệ sơ nhóm A chọn xin giúp đỡ. Lúc này, nhóm A sốt ruột, nên bất đắc dĩ chọn vay điểm. Trình Hề không bận tâm đến việc gõ bộ đàm nữa, mà cùng đào thời gian đi về phía mình phỏng đoán. Tục ngữ có câu vọng sơn bào tử mã, nhìn thì không xa, nhưng hai người phải đi bộ hết nửa tiếng mới tới nơi. Trong lúc đi bọn họ lại nhận được tin tức, Vương Tử Hàn, hứa lệ sơ của nhóm A đã tìm ra manh mối thứ hai. Vọng Sơn bào tử mã oang san pao si mắt thấy núi ngay trước mặt nhưng thực tế lại cách rất xa. Nói đúng là khoảng cách đến núi thấy bằng mắt thì rất gần, nhưng thực ra lại có thể khiến con ngựa mệt chết. Miêu tả việc nhìn thì dễ, làm thì khó. Xin giúp đỡ cuối cùng nhưng lại là nhóm tìm ra manh mối trước tiên, nhóm A thực sự có ưu thế thiên nhiên rất mạnh. Thế nhưng Trình Hề cũng đoán đúng, có một chiếc hộp đang nằm trên khoảng đất trống trước mặt. Hộp đã được mở ra, nội dung bên trong rất đơn giản, là một tờ giấy. Trên tờ giấy có hàng chữ, A survival, life list, vacant form, it lie on me abandoned breast. Đinh, nhóm C đã tìm được manh mối thứ hai. Lúc đảo thời gian tới nơi cùng Trình Hề, tổ chương trình cũng thông báo trạng thái thời gian thực của bọn họ. Hứa lệ sơ nghe thấy thế thì hoảng hốt bèn bấm nút gọi, cam nhỏ, nghe thấy gì không? Trình hề, nói đi, hai người giỏi quá, không xin giúp đỡ mà cũng tìm được, chẳng nhẽ dai đẹp có bắp đặc biệt. Là do cậu đẹp trai, liên quan gì mà nhắc đào thời gian vào, khu danh Lam Thắng Cảnh năm a rất bất mãn. Nói này, hứa lệ sơ chưa nhận ra, vẫn đang cố gắng dò la tin tức. Mành mối mà hai người tìm được là gì vậy? Một hàng chữ tiếng Anh, tuổi này cũng vậy, thứ này làm sao dịch ra được, một thân thể đã chết héo mòn. Lệ sơ, lúc này Vương Tử Hàn lên tiếng ngắt lời, em đừng làm khó tiểu trình nữa, chưa chắc cậu ấy đã biết. 18 tuổi Trình Hề đã vào công ty làm thực tập sinh, 21 tuổi debut, chưa bao giờ tiết lộ thông tin về gia đình của mình. Trong mắt rất nhiều người, việc đó có nghĩa là cậu xuất thân bần Hàn không có văn hóa. Hơn nữa nếu cha mẹ của người ta mà đứng đắn, sao lại cho phép con mình đi tìm kim chủ được chứ? Thế nhưng, vừa dứt lời, bọn họ bèn nghe thấy Trình Hề nói, một hình hài héo mòn, trống rỗng. Qua đỗi chán trường, nằm trên lồng ngực tôi. Đào thời gian nhìn người đứng bên cạnh mình, tôi không thể nói cho cô biết nhiều hơn nữa. Hai người là quan hệ cạnh tranh với nhóm C, tôi không thể tặng điểm được. Nói xong, Trình Hề tắt mic, rồi hất hất cầm với đào thời gian. Đây là một câu trong bài thơ về một bông hoa tím đã tản của Sally. Dựa vào bài thơ, có lẽ Alice đang trốn ở nơi trồng Violet, đi thôi. Nửa tiếng sau, Đinh, đào thời gian, trình hề của nhóm C tìm ra Alice đầu tiên, giành được vị trí thứ nhất, thưởng 10 điểm. Hãy tới chỗ Nam Tước Các để nhận phần thưởng kèm theo nhé. 20 phút sau, nhóm A và nhóm B một trước một sau tới chỗ Alice. Thẩm ý sụ mặt, trông không mấy vui vẻ hứa lệ sơ che ngực la to hai người là nhóm c đó duy trì hình tượng của nhóm c được không nhóm a tội này mất mặt chết đi được phải đó manh mối cuối cùng sao hai người hiểu ra được cô rất tò mò tội này còn phải vay điểm nữa hình như nhóm b cũng vay từ nhỏ đến lớn trình hề luôn học trường quốc tế trong sách giáo khoa có thơ của selly cậu suy nghĩ một lát rồi trả lời khoảng thời gian trước trùng hợp có đọc qua cậu may mắn qua đó tiểu trình Trình hề, may mắn mà rút được số không à. Nghỉ ngơi một lát, Alice phát huy trách nhiệm của NPC, chỉ đường cho mọi người dẫn cô tới pháo đài. Pháo đài không xa, đi bộ khoảng chừng 20 phút. Dọc đường vương tử hàn cố đi chậm lại mấy bước, đến bên cạnh mạnh bạch, tiểu bạch, cậu sao vậy, không giành được vị trí số một nên không vui à. Mạnh bạch im lặng, đừng buồn, mới là nhiệm vụ đầu tiên thôi mà, sau này còn rất nhiều cơ hội để chờ mình. Hơn nữa tổ chương trình quá dối trá, vay điểm không thể mua được manh mối cuối cùng, không phải lỗi tại cậu. Vốn không nên vay điểm, nghe thấy vậy thẩm ý nhíu mày, không biết cậu gấp cái gì. Giống như trước đó Mạnh Bạch đã phân tích, tính cách của thẩm ý hơi hiếu thắng, đặc biệt không chịu nổi việc mình đứng chót, giờ âm điểm càng làm cô đang trên đà bùng nổ. Vương Tử Hàn không nhịn được mà giải thích cho anh em tốt của mình, chị ý, tiểu bạch chỉ có lòng tốt giành giải nhất thôi mà lấy được giải nhất không chỉ cần mỗi tranh giành, mà còn phải dựa vào, thẩm ý đang định nói là đầu óc, nhưng nghĩ đến việc mạnh bạch là người của công ty đào thời riêng, cô bèn nhịn xuống. Không thể không nói, mặc dù ekip chương trình hơi lắm trò, nhưng rất đầu tư cho việc quay chụp. Lúc cả đoàn người tới được pháo đài của Nam Tước Các thì đã nhá nhem tối, biển hoa violet rộng lớn nhảy múa trong ánh hoàng hôn, nhìn tựa như mộng ảo. Trong biển hoa, Nam Tước Các đứng trước cửa đợi người mình yêu. Alice xà vào lòng Nam Tước các, Nam Tước các trông rất hạnh phúc, cảm ơn các bạn đã giúp ta hộ tống Alice, ta có một món quà nhỏ muốn tặng cho người bạn đã tìm được Alice đầu tiên. Đây chính là phần thưởng kèm theo mà đạo diễn Lưu nói ư? Là gì vậy nhỉ? Hiện vật? Hu hu hu, tôi cũng muốn. Ờ, anh ta nói là người đầu tiên, không phải là nhóm đầu tiên, chẳng nhẽ phần thưởng kèm theo chỉ tặng cho một khách mời. Đúng vậy, nghe thấy lời Vương Từ Hàn nói Nam Tước Các mỉm cười, chỉ có một người nhận được phần thưởng kèm theo. Nói xong, Nam Tước Các vẫy tay, thị vệ phía sau đưa tới một vật thể hình tròn. Nhìn kỹ thì, đó là vòng xoay mà trong cây TV hay quán bar thường dùng, có tổng cộng 16 ô, có cộng thêm điểm, tăng gấp đôi điểm, bữa tiệc đầy món ngon, v, v. Còn một ô khác với tất cả các ô còn lại, trên đó viết giải thưởng lớn thần bí. Đào thời gian thấp giọng nói, lên nhận thưởng đi. Trình Hề mở to hai mắt cho tôi à? Ừm, Trình Hề không tin đào thời gian lại hào phóng như thế, nhưng cậu không thích đẩy tới đẩy lui, nên không nói gì nữa mà bước tới trước mặt Nam tước cát. Cậu xoa xoa tay theo nghi thức, rồi cầm vòng xoay dùng sức kéo xuống dưới, gấp ba lần gấp ba lần, thêm mười điểm thêm mười điểm. Thôi bữa tiệc lớn đi, bữa tiệc lớn khá thực dụng, tiện thể cho mình ăn ké. Hứa lệ sơ và thẩm ý lớn tiếng cầu nguyện cho Trình Hề còn trình hề thì nhìn chằm chằm vòng xoay không chớp mắt vòng xoay ngày càng chậm ngày càng chậm cuối cùng cũng dừng lại kim đồng hồ chỉ về ô giải thưởng lớn thần bí má ơi a a a a cậu giỏi quá sau lưng bỗng chốc bùng nổ sự gào thét xem ra thề độc với triệu tiểu đào cũng chẳng có hiệu quả rút phải số không chỉ là ngẫu nhiên xui xẻo thôi trái tim trình hề được thả lỏng rốt cục cũng lộ ra nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay nhưng mà Ba giây sau, bộ đàm im lặng đã lâu chợt lần thứ hai vang lên. Đinh, chúc mừng nhóm C chọn chúng giải thưởng lớn thần bí, khởi động nhiệm vụ ẩn cô dâu bỏ trốn. Sau khi suy nghĩ kỹ, Alice quyết định bỏ trốn cùng nam tước các. Mời đào thời gian, trình hề của nhóm C hóa trang thành nam tước các và Alice, che giấu người anh đến tìm Alice để câu giờ cho bọn họ chạy trốn. Tác giả có lời muốn nói, Trình Nhi, sau này không bao giờ thề nữa chương 6, tôi không nhìn nhầm chứ. Tiểu trình quay vào thật à. Trong căn phòng nhỏ bên cạnh pháo đài, đạo diễn lưu nhìn camera giám sát, thực sự khó mà tin nổi. Phó đạo diễn ngồi bên cạnh đã cười đến phát điên rồi, ha ha ha, xác suất một phần 16 mà vẫn bị cậu ấy quay trúng, cậu ta bị thần xui xẻo bám vào người à ha 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 ha. Đạo diễn lưu giờ khóc giờ cười, tôi đưa phương án đó vào để góp cho đủ số, tiện thể tăng thêm sự mong đợi của khách mời thôi, cũng chưa tập luyện nghiêm túc, giờ phải làm sao đây? Thực sự, xác suất một phần 16, chẳng ai nghĩ sẽ có người quay chúng. Hết cách rồi, phó đạo diễn buông tay, nói lại với các diễn viên những điểm chính, rồi tạm thời diễn tập một lần đi. Tôi có linh cảm hiệu quả của kỳ này sẽ tương đối tốt đó ha ha ha. Bên tổ đạo diễn đang cười sung sướng, nhưng trình hề thì chẳng vui chút nào. Cậu nhìn kim đồng hồ không nhúc nhích tí nào ở dưới tay, rồi lại nhìn những khách mời khác đang nín cười đến mức bờ vai run rẩy, tầm mắt cuối cùng cũng rơi vào người đàn ông đang đứng bên cạnh. Đào thời Diên vẫn bày ra biểu cảm hờ hững, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể nhìn thấy khóe môi của anh hơi cong lên, đôi mắt vẫn còn sót lại ý cười chưa kịp phai nhạt. Cười em gái anh ấy, trình hề bỗng sinh ra kích động muốn bỏ của chạy lấy người, đã nói là giải thưởng lớn thần bí nhưng lại bắt cậu làm nhiệm vụ tiếp, đâu giống đang thường, rõ ràng là phạt mà hơn nữa còn bắt cậu hóa trang thành nam tước các và Alice cùng đào thời gian, một cặp tình nhân, chẳng khác gì lấy mạng cậu cả. Tuyệt đối không thể, cậu lại bướng bình giơ tay lên lần nữa, tôi không nhận phần thưởng được không? Được, nam tước các nói, nhưng đã khởi động nhiệm vụ mà không hoàn thành, thì sẽ trừ nhóm C mỗi người 10 điểm. Trình hề, thường thì chỉ thường cho một mình tôi, sao trừ điểm lại trừ cả hai người? Vì nhiệm vụ được bố trí cho cả hai người chứ sao? Trình hề hoàn toàn cạn lời, trừ điểm của cậu thì không sao, nhưng cậu không muốn liên lụy đến người khác. Đặc biệt người này còn là kẻ thù của cậu. Lúc này, đào thời Diên bỗng nhiên mở miệng, tôi từ bỏ nhiệm vụ. Trình hề, có ý gì, không muốn diễn chung với cậu à? Triệu tiểu đào đang đứng bên ngoài hóng hớt thì đầu chợt ong ong, anh ta hiểu quá rõ tính cách của tổ tông nhà mình. Cậu chỉ thích ăn mềm chứ không ăn cứng, phải được vuốt lông cơ. Quả nhiên, trình hề mỉm cười, quay qua đào thời gian nói, từ bỏ nhiệm vụ là trừ điểm đó. Đào thời gian, cậu không muốn bị trừ hà? Không muốn. Được, đào thời gian nói, tôi làm nhiệm vụ. Đối phương đổi giọng quá nhanh, trình hề bỗng chốc cảm thấy hơi mờ mịt. Đợi đến khi cậu kịp phản ứng lại, thì đã bị Alice và một đám hầu gái đẩy vào trong pháo đài. Pháo đài được trang trí theo phong cách cổ điển, vách tường màu vàng, cầu thang xoắn ốc màu gỗ nguyên bản, tủ sách màu nâu xám mỗi một vật dụng đều mang đầm hương vị hoài cổ dường như thật sự quay về với châu âu xưa cũ quay về với thời kỳ ngây ngô lãng mạn bạn thân mến alice kéo cậu vào trong căn phòng giữa tầng hai ở đây có rất nhiều váy đẹp cậu thích kiểu nào trình hề vì sao phải mặc váy đẹp vì cậu phải đóng giả ta làn da của cậu vừa trắng vừa mịn màng sống mũi lại còn cao đôi mắt giống như hai viên ngọc lưu ly li. mặc váy vào chắc chắn sẽ rất xinh đẹp sao lại quên mất chuyện này chứ đợi chút trình hề ngắt lời không cho alice khen mấy cái váy nữa sao tôi phải đóng vai cô đào thời gian không được à anh ấy cao to như vậy chắc chắn sẽ không mặc vừa váy được mấy người mua quần áo hóa trang không mua cỡ bự à đương nhiên là có chuẩn bị sai lớn alice mỉm cười nhưng váy vừa với hình thể của đào không có sẵn trên thị trường hơn nữa cho dù mua được thì lúc anh trai tới tìm ta nhìn sẽ nhận ra ngay Trình hề, thôi được, nhanh miệng cho sướng vào, để giờ phải lên đồ giả gái rồi đấy. Cậu cực kỳ hối hận, trong đầu luôn nghĩ đến dáng vẻ mình mặc váy, và cả cảnh tượng fan đầm sẽ lan truyền bức ảnh của cậu một cách rầm rộ nữa, dùng ảnh cậu giả gái làm mim gửi cho nhau. Có cảm giác đây là thử thách lớn nhất từ lúc cậu vào nghề. Nhưng đã nhận nhiệm vụ, cậu chưa bao giờ làm ra chuyện bỏ giờ giữa chừng, nên chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Mà lúc Trình Hề đang bị Alice hành hạ, những khách mời còn lại cũng nhận được chỉ thị từ tổ chương trình. "Đinh, anh trai của Alice Early Will đã mang theo trợ thủ xuất phát, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần để giúp nhóm C. Nếu như nhiệm vụ không hoàn thành, mỗi người sẽ bị trừ 3 điểm. Ban nãy tổ chương trình đã tổng kết xong điểm của nhiệm vụ đầu tiên, đào thời gian, Trình Hề của nhóm C mỗi người 10 điểm, Vương Tử Hàn, Hứa Lệ Sơ của nhóm A mỗi người 7 điểm." nhưng do mua hai manh mối trừ hai điểm và cộng lãi khi vay điểm nên bị trừ thêm hai điểm nữa giờ mỗi người còn ba điểm mạnh bạch và thẩm ý thì khá là thảm mỗi người trừ một điểm hứa lệ sơ đang thích thú đợi hóng hớt dreamer nghe tổ chương trình nhắc đến mình cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên gì cơ liên quan gì đến chúng tôi tôi sắp hết điểm rồi giọng đạo diễn lưu vang lên trong bộ đàm đương nhiên nếu alice bị bắt đi mấy người cũng đâu làm nhiệm vụ được nữa. Vậy chúng tôi cần phải làm gì? Vương Tử Hàn hỏi, có lẽ Trình Hề quay chúng, giải thưởng lớn bí mật, làm đạo diễn Lưu rất vui, ông phá lệ chỉ dẫn, mục đích của nhiệm vụ này là giúp Alex Koser, mấy người có thể làm một số chuyện để nhóm C bị tóm muộn một chút. Hứa lệ sơ thông minh, trong đầu lập tức nảy ra rất nhiều ý tưởng, ảnh đế đào và hai người kia tranh lệch hình thể rất lớn, nếu như bị Early Will nhìn thấy, chắc chắn sẽ lập tức bị vạch trần. Đầu tiên chúng ta phải nghĩ cách không cho Ellie Will trực tiếp nhìn thấy bọn họ. Cô đi quanh gian phòng một vòng, rồi hỏi bà cô mặc trang phục người hầu, tôi có thể đụng chạm đến mấy thứ ở trong căn phòng này không? Tùy ý, cảm ơn, hứa lệ sơ nói, anh Mạnh, anh Từ Hàn, dáng người của hai anh cũng khá cao, nên hai anh giúp em tháo rèm cửa sổ xuống được không? Nghe thấy vậy Vương Từ Hàn đứng dậy, Mạnh Bạch kéo gã lại, dùng khẩu hình nói đừng đi. Vương Tử Hàn hiểu ý của anh em mình, Đào Thời Diên và Trình Hề bảy đóng vai người yêu ở ngay dưới mí mắt hắn đã ghét lắm rồi, nếu bắt hắn phải tự tay giúp bọn họ, thì quá tàn nhẫn. Nhưng đây không phải là trò chơi của một người, Vương Tử Hàn nhỏ giọng nói, xin lỗi nha tiểu bạch, điểm của nhóm tôi quá ít, không trừ nổi nữa. Được, được, cậu đi đi, mạnh bạch cắn chặt răng, lấy cơ tới phòng vệ sinh rồi xoay người rời đi. Dưới sự giúp đỡ của Vương Tử Hàn, hứa lệ sơ treo rèm cửa sổ giữa hai cái tủ trong phòng khách, che bàn ăn lại. Rèm cửa sổ được làm bằng voan, từ bên ngoài chỉ nhìn thấy bóng người mơ hồ chứ không thấy rõ mặt. Để đề phòng việc Early Will xông vào, hứa lệ sơ lại mượn tổ chương trình mấy bộ quần áo của hầu gái, thị vệ, sau khi mặc xong cho mỗi người thì thở dài một hơi, gần đủ rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Lúc này Mạnh Bạch đã từ phòng vệ sinh quay về, Bốn người ngồi vây quanh bên bàn. Hứa Lệ Sơ chống má, vẻ mặt rất hưng phấn, mong chờ dáng vẻ bọn họ thay quần áo xong quá, đặc biệt là Cam nhỏ. Mạnh Bạch bĩu môi, phải đó, Tiểu Trình chắc chắn rất buồn cười. Chưa chắc, Hứa Lệ Sơ lắc đầu, tôi đã từng thấy mấy chàng trai mặc đồ con gái cực kỳ đẹp rồi, có người còn đẹp hơn cả con gái nữa đó, hai, không gato đâu, không gato đâu. Mấy người đều chỉ để ý đến Tiểu Trình. Tôi thì thấy hơi lo lắng cho thầy Đào, Vương Tử Hàn nói, ngộ nhỡ lát nữa anh ấy nhìn Tiểu Trình cứ cười mãi thì phải làm sao đây, vậy chẳng phải rất dễ bị lộ ư? Không đâu, lúc này, phía sau vang lên một giọng đàn ông trầm thấp từ tính, không bật cười ở hiện trường là tố dưỡng cơ bản của diễn viên. Nhóm người nghe thấy thế thì quay đầu lại, chẳng biết Đào Thời Diên xuống lầu từ lúc nào, đã đổi qua sơ mi trắng giống nam tước khác, mặc chiếc áo khoác màu xanh đậm trên người kết hợp với cảm giác xa cách của bản thân, làm anh trông thật cao quý và ngạo mạn. Còn giống quý tộc hơn cả quý tộc, Vương Tử Hàn vội vàng giải thích, ban nãy em chỉ nói đùa với mọi người thôi, chứ không có ý nói diễn xuất của anh không tốt. Đào thời gian không nói gì, chỉ ngồi xuống một bên khác của chiếc bàn, rồi lấy điện thoại ra. Vương Tử Hàn hơi luống cuống, bèn tiến đến bên tai mạnh bạch nói, thầy Đào sẽ không hiểu lầm đấy chứ, ý của tôi là trình hề mặc đồ nữ xấu, chứ không có ý nghĩa mai ảnh đế đào không chuyên nghiệp, tiểu bạch cậu nói giúp tôi đi. Mạnh bạch mất tập trung gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn về phía đào thời gian. Vừa vặn có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của anh, đang trong giao diện của WeChat. Avatar của người bên kia cuộc trò chuyện mạnh bạch từng thấy rồi, là kim khôn quản lý của đào thời gian. Cách quá xa nên không thể nhìn thấy rõ nội dung cuộc trò chuyện, chỉ có thể nhìn thấy mấy chữ, đạo diễn lưu, trình hề, lúc ẩn lúc hiện sắc mặt mạnh bạch trở nên u ám, hình như hắn chưa từng được đào thời gian nhắc đến bao giờ. So với mấy người đang thành thơi ở dưới lầu, thì trình hề bị lăn qua lăn lại đã sắp bùng nổ. Bộ váy này nặng quá, mấy người cột trì ở trong đó à? Cuốn cái gì trên eo tôi thế, nhanh lấy xuống đi. Không được, bê đê quá, tôi tuyệt đối sẽ không ra khỏi cửa, đổi cho tôi. Được, Alice mở tủ quần áo, lấy một bộ áo sơ mi quần dài ra, vậy cậu mặc quần áo cưỡi ngựa ngày thường của ta đi. Hả, Trình Hề kéo đai lưng, không hiểu vì sao Alice sống chết bắt cậu mặc váy lại đổi tính. Thấy cậu trần trừ, Alice điều chỉnh lại tai nghe Bluetooth. Thực ra mới nãy là đạo diễn lưu hạ lệnh, bảo cô không cần phải ép Trình Hề quá. Chính cô cũng không hiểu xuất phát từ mục đích gì mà đạo diễn lưu trước đó còn bảo cô phải lừa Trình Hề mặc váy giờ tự nhiên lại đổi giọng. Alice lấy cho cậu một cái áo sơ mi trắng và quần dài màu đen, mặc dù áo sơ mi thiết kế rất phức tạp, tay áo hình bươm bướm và hàng cúc ngọc trai rất tinh xảo, nhưng so với chiếc váy dài kiểu cung đình trước đó, thì đã trung tính đến mức không thể trung tính hơn được rồi, Trình Hề chấp nhận một cách rất hài lòng. Chỉ không hài lòng với cổ áo, quá hở hang, nhưng cậu là một người đàn ông, hở thì hở thôi, dù sao cũng không chịu thiệt. Đinh, Early Will đã đến gần dự tính trong vòng 10 phút nữa sẽ đến pháo đài, mời các khách mời chuẩn bị sẵn sàng. Nghe thấy tiếng nhắc nhở, động tác trên tay Alice càng nhanh hơn. Nam tước các từ trên lầu chạy đến bên bàn, vẻ mặt rất xúc động, đào, người bạn thân yêu nhất của ta, cảm ơn các cậu vì đã đồng ý giúp ta và Alice, chúng ta cần 30 phút để chạy ra khỏi chấn nhỏ. Có nghĩa là bọn họ phải kéo dài nửa tiếng, đào thời gian, ừ, một tiếng. Chán hẳn Alice sắp giúp trình hề hóa trang xong rồi, là một cặp tình nhân trong nửa tiếng, chắc chắn cậu rất chờ mong dáng vẻ người yêu mình đúng không? Một chàng trai, mặc đồ của con gái, nghĩ lại cứ cảm thấy buồn cười. Có gì hay mà chờ mong, đào thời gian nhìn vào máy quay phim, gật đầu lấy lệ. Nam tước các dặn dò thêm mấy câu nữa, lúc này trên cầu thang vang lên tiếng bước chân nhốn nha nhốn nháo, mọi người ngẩng đầu lên nhìn đập vào mắt đầu tiên là một đôi chân dài thẳng tắp, có đôi bốt cưỡi ngựa làm nền trông lại càng thon dài. Nhìn lên phía trên, eo nhỏ được thắt chặt bên trong vạt áo sơ mi, vì quanh năm nhảy nhót nên dẻo dai, mảnh mai nhưng lại không gầy yếu. Lên trên nữa, cổ áo chữ V màu vàng trượt qua xương quai xanh, đường cong cổ rất đẹp. Đường cầm kéo dài ra sau vành tai, đầu nhọn phía trên vành tai hơi ửng hồng. Giống như hoàng tử nhỏ của tộc tinh linh được phái đến nhân gian. Cho dù là khách mời hay staff của tổ chương trình cũng đều đang ngước đầu lên nhìn tầng một lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Wow, mãi cho đến khi tiếng thán phục phá vỡ sự im lặng. Nam tước các mới không nhịn được mà vỗ tay, không thể nào tưởng tượng nổi. Đào, người yêu của cậu đẹp lắm đúng không? Đào Thời Gian không nói gì. Đào, hầu kết của Đào Thời Gian khẽ nhúc nhích. Ngọt kép vẩy chấm. Ừ, tác giả có lời muốn nói anh Diên, trông ngon đấy. chương 7, trong quá trình xuống lầu, Trình Hề hết lắc cổ tay áo thì lại quay ra kéo cổ áo, rồi còn gãi tóc, như kiểu thứ cậu mặc trên người không phải là quần áo, mà là một trận ngứa ngáy. Lúc đi đến trước bàn, hứa lệ sơ che miệng nói, hu 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 cam nhỏ, cậu làm thế nào mà lúc ngầu thì cực ngầu, lúc tiên khí thì cực kỳ tiên khí thế, nói cho tôi biết bí quyết được không? thẩm ý không nhịn được mà nhớ lại chuyện cũ, mấy năm trước ra chỉ cũng đẹp như vậy đó. Vương Tử Hàn lấy lại tinh thần từ trong sự sừng sốt mới nãy, gã gượng gạo mỉm cười nói, người anh em, gả cho tôi đi, ha ha ha. Mạnh bạch liếc Vương Tử Hàn, rồi rũ khóe miệng nhắc nhở, chắc Ali Will sắp đến rồi, chúng ta đừng nói chuyện nữa. Một lời thức tình người trong mộng, mấy khách mời chỉ lo mê sắc đẹp sốt cục cũng nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng phải làm. Hứa lệ sơ vội vàng bắt tay dọn rượu và đĩa trái cây ra, bày ra hiện trường Alice và các đang cùng nhau dùng bữa. Vòng người tàn ra, cảm giác nghẹt thở của trình hề giảm bớt một chút. Đợi cậu hỏi xong kế hoạch của hứa lệ sơ, quân địch đã tới chiến trường rồi. Hứa lệ sơ hóa trang thành hầu gái tặng trình hề một nụ hôn gió, rồi vội vàng dẫn những người còn lại ra ngoài nguyên đón. Một lát sau, bên ngoài tấm rèm bằng voan vang lên tiếng gào lớn của cô, người từ đâu tới. Trình Hề, cô có chắc là diễn viên nước ngoài nghe hiểu không? Không sai, diễn viên quần chúng tiếng Trung cấp 10 thực sự không hiểu, bắt đầu ông nói gà bà nói vịt với hứa lệ sơ. Hiệu quả mà hứa lệ sơ muốn chính là như vậy, kéo dài được phút nào hay phút đó. Lắng tai nghe các cô ấy battle với nhau bằng tám thứ tiếng, không biết là do không khí phía sau tấm rèm không thông hay là do quá mệt mỏi mà Trình Hề che miệng lại ngáp một cái, cậu rất muốn ngủ. Nếu như ở nhà chắc chắn cậu sẽ nhanh chóng leo lên giường, quý trọng cơn buồn ngủ hiếm khi mới đến một lần này. Tiếc là đang quay sâu, một khi ngủ mất, thì ngày mai hashtag thăng trình gạch dưới hề gạch dưới không gạch dưới chuyên gạch dưới nghiệp, thăng trình gạch dưới hề gạch dưới mắc gạch dưới bệnh gạch dưới ngôi gạch dưới sao không chừng sẽ nối đuôi nhau lên hot search. Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 5 phút trôi qua rồi. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, đào thời gian ở đối diện vòng hai tay trước ngực ngồi tư thế rất nhàn hạ, Ánh mắt hơi cụp xuống, hình như đang nhìn tai cậu, tự nhiên Trình Hề cảm thấy tai hơi nóng lên. Hai cái máy quay đen ngòm đang đặt đối diện bọn họ nên không thể mở miệng mắng người, Trình Hề chỉ có thể giơ tay lên che tai lại, bày ra vẻ mặt cực kỳ hung dữ. Ý là, anh nhìn cái gì? Đào Thời Diên ngước mắt lên, hờ hững nhìn Trình Hề. Thật ra anh không hiểu Trình Hề đang hung dữ vì chuyện gì, nhưng trong suy nghĩ của Trình Hề Ánh mắt này tự động biến thành nhìn cậu đó, sao nào? Rõ ràng là có ý định khiêu khích, người phương Bắc tuyệt đối không thể chịu được. Cậu kéo khay qua, rót đầy một ly rượu, mỉm cười đầy tới trước mặt Đào Thời Diên các, "Hôm nay từ biệt chàng, sau này e rằng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa, chàng hãy uống ly rượu từ biệt này đi." Say chết anh luôn đi, thân là diễn viên chuyên nghiệp, Đào Thời Diên nhập vai chẳng tốn chút sức lực nào, anh đẩy ly rượu về lại Alice nếu đã là lần cuối cùng thì ta càng không muốn lãng phí một phút một giây nào cả trình hề nổi ra gà nhưng do cậu kéo bản thân mình vào nhân vật alice trước nên chỉ có thể nhắm mắt diễn tiếp nhưng em không muốn phải đối mặt với sự chia ly khi vẫn tỉnh táo các gà lại đầy ly rượu tới trước mặt đào thời diên ta thì lại muốn thế đào thời diên tàn nhẫn nói alice em uống đi trình hề có câu đờ em em nếu như không có máy quay chắc chắn cậu phải bật thốt ra. Cốc cốc cốc, lúc này bên ngoài tấm rèm vang lên tiếng ủng ra dẫm lên sàn nhà, trình hề vỉnh tai lên, nghe thấy ít nhất cũng phải 6-7 người tới. Hứa lệ sơ không ngăn được ơ ly Will rồi, thực tế cô đã làm rất tốt, giúp bọn họ câu giờ được tận gần 10 phút rồi. Trình hề vội đẩy ly rượu đi, đại não xoay chuyển. ban nãy nóng đầu đấu võ miệng với đào thời gian, vẫn chưa kịp nghĩ cách đối phó với Early Will cách tấm rèm bằng vài voan, thấy nhóm người ngày càng tới gần, trình hề ít kinh nghiệm đi sâu thực tế khó tránh khỏi hơi luống cuống. Tiếp đó cậu nghe thấy người ngồi đối diện trầm giọng nói, ai đó? Pháo đài của ta các người nói xông vào là xông vào ư. Phát âm rõ ràng, mang theo cảm giác cực kỳ uy nghiêm. Người bên ngoài lập tức bị đào thời gian dọa sợ, bọn họ đứng im tại chỗ, cúi người xuống, nam tước, ta là Hơn Will, anh trai của Alice, ta tới đón em gái mình về nhà. Chúng ta đang ăn cơm, ngươi không nhìn thấy à? Nhìn, nhìn thấy. Nam diễn viên đóng vai Early Will được tổ chương trình chọn lựa rất tỉ mỉ, nghe thấy anh ta nói lắp, trình hề biết hắn bị khớp vì diễn xuất của đào thời gian, nên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Early Will nói tiếp, nhưng ngày mai là hôn lễ của Alice, chuyện này rất quan trọng với chúng ta, ta phải xác nhận người ngồi đối diện ngài thực sự là em gái của ta. Đến rồi đến rồi, tổ chương trình bắt đầu gây khó dễ rồi đào thời diên hỏi người muốn xác nhận như thế nào bảo nó chính miệng nói chuyện với ta mấy câu đây là một cái bẫy mở miệng ra là sẽ bị lộ nên đào thời diên từ chối ngay e là không được nàng ấy khóc dữ lắm trình hề vội vàng cầm cái khăn lau bên cạnh lên dùng sức chùi mặt phối hợp với việc giả vờ khóc nhìn diễn xuất khoa trương và khuôn mặt bị khăn lau làm đỏ lên của cậu đào thời diên không nhịn được mà kéo khóe môi lên Early Will vẫn không buông tha, không thì, bảo Alice nhảy một điệu múa mà nó thích nhất cũng được. Trình hề, em gái thân yêu của ta, em không biết nhảy sao. Đúng là một nan đề đòi mảng, trình hề đâu dám trả lời không biết, cậu gật đầu, thả khăn trong tay xuống, vừa chậm chậm đứng dậy, vừa nghĩ xem rốt cục nên nhảy điệu nào. Đào thời Diên vốn vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, nghe thấy yêu cầu này của Early Will, dường như anh nghĩ đến chuyện gì đó, Bèn đứng dậy theo Trình Hề, làm ra tư thế xin mời. Trình Hề run lên, Đào Thời duyên đang mời cậu khiêu vũ. Không biết trong hồ lô của đối phương bán cái gì, nhưng còn nước còn tát, cho dù nhảy sai thì có thể câu giờ được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Đào Thời Diên, theo những gì học được trong lớp học nghi thức hồi ở trường tiểu học, Trình Hề thực hiện nghi lễ của quý tộc. Lông mày Đào Thời Diên hơi nhíu lại, anh lập tức trả lại cho cậu một nghi lễ của quý tộc, rồi dùng giọng gió nói cậu từng xem phim anh rồi chứ. Phim anh, à, đúng rồi, trình hề bỗng nhiên tình ngộ. Xét theo dòng thời gian của tổ chương trình, vào thế kỷ 16, tầng lớp trung lưu ở Anh phổ biến nhất là kiểu nhảy theo hàng. Nam nữ đứng đối diện nhau, hoán đổi vị trí theo tiếng nhạc, nhảy múa huyền truyền, vui vẻ và trông cực kỳ thú vị. Trình hề từng học tiết lễ nghi nhảy theo hàng rồi, cậu hít sâu một hơi nhảy bước đầu tiên xuất thân từ ca sĩ nhạc đen đối với trình hề việc nhảy đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nên cậu hoàn thành nhiệm vụ rất dễ dàng các bước nhảy đều hợp tiêu chuẩn và không có một chút sai sót nào sắc mặt của đào thời riêng dịu đi mấy phần không tệ cần anh khen à trên cổ trình hề đổ một tầng mồ hôi mỏng cảm giác buồn ngủ ngày càng rõ hơn cậu tức giận nghĩ nhưng có lẽ Đào Thời Diên đoán đúng ý đồ của tổ đạo diễn, xem xong điệu nhảy, Early Will không đưa ra bất kỳ ý kiến gì nữa. Hai người quay lại chỗ mồi của mình, Đào Thời Diên tiếp tục thiêu quy trình, được chưa? Early Will nói, ta còn một điểm hơi nghi ngờ. Dầm, Đào Thời Diên vỗ bàn, giọng nói đầy tức giận, có phải ngươi đang cố ý làm khó dễ ta và Alex không? Không, không phải, Early Will sợ hãi nói lắp, anh ta buột miệng nói. Vậy ngươi đợi chúng ta dùng bữa xong đi đã. Bất cần bị đào thời gian dẫn dắt, Early Will tạm thời không thể phản ứng được gì. Hơn nữa các là nam tước, Early Will chỉ là một người bình thường, hai người có sự tranh lệch về địa vị, nên Early Will không thể quá cứng rắn. Tình cảnh rơi vào thế rằng co, trình hề có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Năm phút sau, thấy đã sắp nửa tiếng, Early Will bắt đầu cuống lên, anh ta không quan tâm đến tước vị nữa, mà tiến lên muốn vén rèm che. Đào thời gian nhíu mày, người muốn chống lại ta. Xin lỗi, Nam Tước, hôm nay ta phải dẫn Alice đi. Được, đối phương đã trở mặt, thì đào thời gian cũng không khách sáo nữa, anh trầm giọng quát thị vệ đâu. Ngăn bọn chúng lại cho ta. Vương Tử Hàn và những người còn lại đứng bên cạnh tùy thời hành động nghe thấy vậy bèn sông tới, xếp thành một hàng tre trước rèm tre. Theo lý mà nói, bên phía Early Will có 6-7 người đàn ông, sẽ không ngán bốn người ở bên này. Nhưng may mà bên này có con gái, hứa lệ sơ và thẩm ý không màng đến hình tượng, hàm răng và móng tay đều ra trận thì nhau cào cấu và cắn xé. Đối phương lo lắng về sự an toàn của khách mời, không dám mạnh tay, hai nhóm người lập tức đánh nhau lộn tùng phèo. Trình Hề lau mồ hôi vì bọn họ, cậu muốn giúp đỡ nhưng không thể đi ra ngoài, nên đành phải nhìn chằm chằm thời gian, định đúng nửa tiếng sẽ lập tức kêu dừng. Nhưng cậu nghĩ quá lạc quan, lúc chỉ còn mấy chục giây nữa là thành công, Early Will đập nồi dìm thuyền, trong cơn hỗn loạn anh ta đẩy vương tử hàn ra, cầm lấy màn tre. Một khi màn tre bị kéo ra, hai khuôn mặt vàng trong làng giả mạo sẽ xuất hiện trong máy quay, tương đương với việc tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Hơn 29 phút đã trôi qua rồi, tuyệt đối không thể để thua mấy chục giây cuối cùng được. Trình Hề đứng lên, định tìm chỗ trốn đi một lúc. Hình như Early Will đoán ra ý định của cậu, anh ta lười chẳng muốn vén rèm nữa, mà, xoẹt, một tiếng xé toạc cả tấm rèm. Tiêu rồi, Trình Hề không cam tâm nhắm mắt lại. Một giây sau, cậu lại có cảm giác mình được một bóng mờ bao phủ, mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn thấy khuôn mặt của đào thời gian. Đối phương dùng cơ thể che chắn cho cậu, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Trình Hề thậm chí còn cảm nhận được, lồng ngực phập phồng vì đang hô hấp của đối phương, cùng hơi nóng phun lên chán cậu lúc anh mở miệng. Will, để chúng ta uống thêm một ly rượu nữa thôi. Đào Thời Diên lắc nhẹ ly rượu trong tay. Nàng ấy nói không muốn phải đối mặt với sự chia ly trong lúc tỉnh táo. Máy quay phim chỉ quay được phần lưng của Đào Thời Diên. Mượn cơ uống rượu, hai người nhây qua mấy giây cuối cùng. đương nhiên là rượu không vào bụng. Sáng mai còn phải quay. Đạo diễn Lưu không muốn thấy khách mời say ngất ngây không đến tham gia, nên vội vàng tuyên bố nhiệm vụ thành công. Trình Hề đẩy Đào Thời Diên ra cúi đầu chỉnh lại quần áo đã bị làm nhăn nhúm. Hứa lệ sơ và mấy người khác đánh nhau với người ta cả buổi, hình tượng chẳng thấy đâu nữa, siêu siêu vẹo vẹo tập trung lại với hai người họ. Tiếp theo chính là thời gian tổng kết, các cười ha ha xuất hiện, vui vẻ nói cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Tiếp theo xin mời Alice đưa quà tặng tới, lời cầu nguyện của thiếu nữ. Wow, hứa lệ sơ thán phục, nghe tên là biết rất việt rồi. Với kinh nghiệm chơi game của tôi, phần thưởng của nhiệm vụ ẩn thường khá dày đấy. Vương Tử Hàn không nhịn được mà thèm thuồng. Đừng tặng điểm cho nhóm C nữa, thẩm ý bĩu môi, ưu thế về điểm của bọn họ đã lớn lắm rồi. Đang nói, bọn họ nhìn thấy Alice nhẹ nhàng bước vào từ sau cánh cửa. Cô đã thay một bộ lễ phục, con người của thẩm ý suýt chút nữa bay ra ngoài, mặc long trọng như thế, chắc chắn là thứ tốt, liệu có phải là gấp đôi điểm không nhỉ? Mạnh bạch, vậy chúng ta còn quay tiếp làm gì nữa? về nhà thôi trong sự háo hức của mọi người alice đi đến trước mặt đào thời diên và trình hề hai tay khoanh trước ngực cô nhắm mắt lại chúc hai người bạn của tôi đào thời diên và trình hề sẽ có được tình yêu tuyệt đẹp nhất thế gian ở bên người yêu đến lúc bạc đầu vĩnh viễn không bao giờ chia lìa thượng đế phù hộ amen cầu nguyện xong cô nhấc váy lên hành lễ rồi nhẹ nhàng rời đi đi rồi thật sự chỉ là cầu nguyện mà thôi không phải chứ Hứa lệ sơ không thể tin nổi, chỉ vậy thôi á hả? Qua bất CMN ngờ, thẩm ý nhìn về phía đào thời gian và trình hề, cảm thấy phần thưởng này quá qua loa. Nhưng hai người nhận được phần thưởng lại không để ý lắm, một người vẫn luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng thì đang vuốt vết sẹo trên cằm, một người khác thì mất tập trung cúi đầu không biết suy nghĩ đã bay tới tận đầu tận đâu rồi. Tổ chương trình xấu xa được hơi rồi, thẩm ý nghĩ. Đạo diễn lưu hình như cũng phát hiện ra điều này, nhân lúc Trình Hề chưa kịp phản ứng, ông lấy bộ đàm ra. Đinh, vì nhóm C hoàn thành nhiệm vụ ẩn, giúp các và Alice thành công bỏ nhà ra đi, nên quỹ đạo của vở kịch đã thay đổi, do đó khởi động nhiệm vụ tiếp theo, đại giá. Sáng mai, số không phải làm Alice, sẽ được đưa đến nhà người giàu có ở trong vùng để kết hôn. Các khách mời hãy sử dụng bộ não của mình để lập kế hoạch cứu bạn của mình đi. Đinh, đã hoàn thành việc chia phòng tối hôm nay. Căn cứ vào điểm, Phòng của nhóm C là phòng hạng sang trên tầng 2, số phòng 201 và 202. Phòng của nhóm A là phòng dành cho người hầu ở tầng 1, số phòng 101 và 102. Phòng của nhóm B là phòng chứa củi ở bên ngoài pháo đài. Chúc mọi người có một buổi tối tốt đẹp. Sinh ra trong thời đại mới và lớn lên dưới lá cờ đỏ, những người ở đây không biết đã bao lâu rồi mới lại nghe thấy mấy chữ như ngủ phòng người hầu, ngủ ở chuồng ngựa, tàn nhẫn như vậy vẻ mặt mạnh bạch hơi u ám, chị ý, em xin lỗi, là em làm chị bị liên lụy. Máy quay đang hoạt động, thẩm ý chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Hứa lệ sơ cạn lời trước hành vi vô liêm sỉ của tổ chương trình, nhưng cô cũng quen rồi, thoáng thấy trình hề đi ngang qua, cô vẫn còn lòng dạ để quan tâm đến giai đẹp. Cô đi đến trước mặt đào thời gian, thầy đào, phiền anh buổi tối chăm sóc cho cam nhỏ một chút, hình như cậu ấy bị bệnh rồi. Bị bệnh, Đào thời gian nhíu mày, chắc là bị sốt, mặt cậu ấy đỏ bừng kìa. Vẻ mặt của hứa lệ sơ rất nghiêm túc cổ, mặt, tai đều đỏ bừng, không biết bị sao nữa. Hứ, tổ chương trình xấu xa thực sự không phải người mà. Tác giả có lời muốn nói. Trình Nhi, ừ, tôi bị sốt rồi. Tổ chương trình, đang ngồi ở trong nhà, tự nhiên nổi ở trên trời rơi xuống, hai. Chương 8, bên ngoài sắc trời đã hơi tối rồi, Trình Hề đứng cạnh biển hoa hóng gió một lát. Sau khi cảm giác hỗn loạn trong đầu trôi đi, cậu mới dần nhớ ra bộ đàm đã nói những gì. Toàn thân cậu cảm thấy hơi không ổn, nên trực tiếp giết đến nhà dân bên cạnh pháo đài. Đây là nơi staff của tổ chương trình nghỉ ngơi, cũng là khu vực làm việc tạm thời của bọn họ. Thấy Trình Hề hùng hùng hổ hổ sông tới, đạo diễn Lưu đang cười, ha ha ha, lập tức cảnh giác, tiểu trình, tôi nói cậu nghe nè, không được đánh đạo diễn đâu đó. Trình hề nghiến răng nghiến lợi, vậy chú giải thích xem, sao nhiệm vụ trước đã kết thúc rồi mà tôi còn phải diễn Alice nữa. Vì cậu đẹp chứ sao? Trình hề, hơn nữa khán giả xem xong nhiệm vụ ẩn đều quen với Alice của cậu rồi, đột một đổi người sẽ ảnh hưởng đến sự liên kết của cốt truyện, khiến khán giả hụt hẫng đó. Trình hề, quan trọng nhất là, đạo diễn lưu đoán được trình hề sẽ đến tìm mình tính sổ, nên đã sớm nghĩ ra đối sách, nhiệm vụ tiếp theo không cần cậu làm gì cả, cậu chỉ cần ở trong phòng cưới đợi những khách mời khác nghĩ cách cứu cậu ra là được. Dễ giành điểm, chẳng phải hay lắm sao. Chú nói thật à, đạo diễn lưu chỉ hai ngón tay lên trời, chính xác 100%, nói dối thì tôi sinh con sẽ không có chim. Thấy ông thề độc như thế, trình hề biết rõ độ linh nghiệm của lời thề cũng yên tâm. Đạo diễn lưu thở phào nhẹ nhõm, phó đạo diễn sáp qua, chập chập nói, sao cái gì anh cũng dám nói vậy. Không sợ con trai anh sinh ra không có chim thật à? Hai, vợ tôi mới sinh đứa thứ hai, hai đứa con gái là khá viên mãn rồi, tôi không định sinh thêm đứa nữa. Phó đạo diễn lộ ra ánh mắt kính phục, vậy video tuyên truyền đầu tiên của chúng ta sẽ cắt như thế nào đây? Anh đưa ra chỉ thị đi. Đi theo style vui vẻ hài hước đi, hôm nay tư liệu đã gần đủ rồi. Đúng lúc chuyện của tiểu trình vẫn chưa hết hot, không dùng độ hot của cậu ta thì phí quá. Trình Hề ra khỏi nhà dân, không về phòng mình mà đi thẳng đến chuồng ngựa. Tổ chương trình gọi nó là chuồng ngựa, nhưng không đến nỗi thật sự để khách mời ngủ ở nơi ngoài trời không che đậy gì. Nơi ở của nhóm B là hai gian nhà gỗ nhỏ, nhìn rất đơn sơ, nhưng cũng khá an toàn. Thẩm ý đang kéo vali về gian phòng của mình, Trình Hề bèn ngăn cô lại, thẩm tiền bối, chỉ tới phòng của em đi, chúng ta đổi phòng. Vì sao? trên thế giới này chẳng có gì là miễn phí cả, thẩm ý sừng sốt. Em muốn ở đây, thẩm ý do dự một lát, rồi nhìn sau lưng trình hề, không có máy quay phim, chứng tỏ không phải là do tổ chương trình sắp xếp, cũng không phải muốn lợi dụng cô để thể hiện sự tốt bụng của mình nhằm tẩy trắng cho si căng đan hiện tại. Cô chợt nhớ ra, hai năm trước từng gặp trình hề một lần. Khi đó công ty của Trình Hề mời cô tới diễn thuyết cho thực tập sinh, Lúc diễn thuyết cô nói bản thân mình khi còn thực tập ở Hàn Quốc vì cường độ quá cao nên eo và đầu gối đều bị thương. Trình Hề ngồi ở hàng cuối cùng, im lặng lắng nghe. Nhưng vì ngoại hình quá nổi bật nên cô bất giác cũng chú ý tới cậu. Vậy thì giờ lý do Trình Hề yêu cầu đổi phòng với cô không cần nói cũng biết. Là cân nhắc đến việc nhà gỗ lọt gió, sợ vết thương của cô hứng gió mà tái phát. Thực tế đúng là như vậy, mấy năm gần đây mỗi khi tới ngày trời âm u, trời mưa hoặc là trời gió các khớp xương của cô đều đau dữ dội ban nãy cô còn đang đoán xem nhà gỗ nhỏ có lọt gió hay không tiểu trình nhi chị xin lỗi trên mặt thẩm ý mang theo sự áy náy trình hề khó hiểu sao chị lại xin lỗi em lúc chọn nhóm chị chọn mạnh bạch chứ không chọn em thứ nhất là vì nhóm c khó thắng thứ hai là sợ em lên hot sất sẽ ảnh hưởng đến chị chẳng có ai muốn làm đồng đội với một người luôn bị xì cam đan bùa vây không có gì đâu ạ, à. Trình Hề kéo vali của Thẩm Ý, em hiểu mà, đi thôi. Gian phòng của Trình Hề là 202, cậu giúp Thẩm Ý mang vali lên, rồi mới cầm đồ của mình rời đi. Pháo đài rộng mênh mông, nên tiếng bánh xe vang lên rất lớn, đào thời riêng nhíu mày bước ra, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Ý dùng khăn ướt thấm cồn đang lau tay cầm. Tiện thể tôi lau giúp cậu luôn nhé, Thẩm Ý dơ khăn ướt trong tay lên. Không cần. Đào thời gian liếc mắt vào bên trong, cậu ấy đâu? Ý cậu là tiểu trình ấy hả? Cậu ấy nhường phòng cho chị, còn bản thân thì tới nhà gỗ rồi. Phản ứng của anh giống thẩm ý như đúc, đào thời gian nghiêng đầu nhìn về phía hành lang. Không thấy cái máy quay nào, tìm đồ tắm rửa ra, lúc chuẩn bị đi tắm, trình hề mới phát hiện ra một việc cực kỳ hỏng bét, nhà gỗ không có phòng tắm, chỉ có một phòng vệ sinh. Ngồi máy bay mười mấy tiếng, lại làm hai nhiệm vụ, cậu có cảm giác người mình đã hôi lắm rồi. Đừng nói là ngủ, nếu như không tắm thì cậu còn chẳng muốn leo lên giường luôn. Cách duy nhất là mượn phòng tắm của khách mời khác, bên mấy cô gái chắc chắn không mượn được, Mạnh Bạch thì giống cậu, đào thời gian thì thôi không muốn nghĩ đến. Như vậy chỉ còn lại một mục tiêu, Vương Tử Hàn. Cậu tìm tới gian phòng của Vương Tử Hàn, nghe thấy tiếng gõ cửa, Mạnh Bạch vừa tắm xong chạy đến trước mắt mèo, nhìn một lát rồi nói, đừng mở. Ai thế? Vương Tử Hàn hỏi, cái tên dụ dỗ anh Diên, chắc là tới tìm cậu mượn phòng tắm giống tôi. Nếu đã muốn đóng vai anh hùng giúp người khác thì phải giúp cho tới cùng chứ, chịu đựng đi. Bọn họ cũng nghe thấy tiếng kéo vali, có thể đoán được trình hề nhường phòng của mình cho thẩm ý. Vương Tử Hàn há miệng, cảm thấy giả bộ câm hơi không đúng, nhưng cuối cùng vẫn chọn thiên vị bạn mình, nên không lên tiếng. Gần 3 phút sau, bên ngoài khôi phục lại sự yên tĩnh, vương từ hàn thở phào nhẹ nhõm đúng rồi tiểu bạch sao cậu không tới phòng thầy đào mà tắm động tác lau nước trên mặt của mạnh bạch dừng lại ánh mắt hắn mập mờ có lẽ anh ấy không có trong phòng nên không nghe thấy tiếng gõ cửa của tôi ồ cậu kể cho tôi nghe với rốt cục thì cậu và ảnh đế đào là thế nào vậy vì sao lúc chọn nhóm anh ấy không chọn cậu có lẽ là để tránh làm người ta nghi ngờ tôi lau sạch rồi về đây mạnh bạch vội vã rời đi. Một bên khác, trình hề đoán được vương tử hàn cố ý không lên tiếng. Cậu hít sâu một hơi, xoắn suýt một hồi lâu, rồi lên lầu nhắm mắt nhắm mũi gõ cửa phòng 201. Một lát sau cửa mới mở ra, thấy rõ người bên trong, trình hề sợ hãi đến mức lùi ra sau một bước, anh, anh biến thái thế. Sao lại không mặc quần áo? Đào thời gian sờ sờ khăn tắm bên hông, hỏi ngược lại, lúc tắm rửa cậu cũng mặc quần áo à? giọt nước theo hai bên thái dương của anh trượt xuống, lướt qua vết sẹo bên cằm, qua hầu kết đang nhô ra, qua lồng ngực căng chặt cơ bắp, trình hề quay mặt đi, vậy cũng đừng trần chuồng nửa người trên chứ, anh biết được người gõ cửa không phải là phụ nữ à? Nhỡ dọa người ta sợ thì sao? Không ngờ mới tắm được một nửa, có lòng ra mở cửa mà còn bị dậy dỗ, đào thời gian không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh, Trình Hề cảm thấy rất mất mặt, anh cười cái gì mà cười đào thời diên hỏi tôi dọa cậu sợ à không phải ông đây đâu phải là con gái đào thời diên không muốn cãi nhau vậy cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi trình hề trình hề ờ cậu mất tự nhiên xoa mặt tôi muốn mượn phòng tắm của anh dùng một chút anh yên tâm lúc tôi tới không bị chụp nếu máy quay của phòng anh vẫn chưa tắt thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm thương lượng với tổ chương trình bảo bọn họ cắt đoạn này đi đào thời diên nhún mày mấy năm nay quay phim, người mới trong cùng đoàn phim kiếm cớ vào phòng anh, bò lên giường anh, dựa vào anh để sao tác là chuyện rất bình thường. Đây là lần đầu tiên anh gặp người làm việc tuyệt tình như thế, một hơi loại bỏ hết tất cả các khả năng bị cọ nhiệt. Nhưng bức ảnh trình hề đi bên cạnh kim chủ lan truyền khắp nơi, nên chắc chắn cũng không phải dạng người hiền lành gì. Chẳng nhẽ trước tiên là muốn anh buông lỏng cảnh giác, rồi sau đó mới tiến hành kế hoạch tiếp theo. Ánh mắt của đào thời gian dừng trên mặt trình hề một lát, Ánh mắt của cậu rất thản nhiên, mang theo một chút không tình nguyện không biết từ đâu ra. "Vào đi." Đào Thời Diên nghiêng người nhường đường, "Cậu đợi chút, để tôi mặc đồ lại đã." Anh dừng lại một chút, giọng nhẹ như bay, đỡ bị coi là biến thái. "Trình Hề, giận thật chứ? Nhường phòng tắm, thay đầu ngủ." Đào Thời Diên cầm điện thoại và gói thuốc lên đi đến ban công. Đóng cửa kéo của ban công lại, châm thuốc, anh gọi điện lại cho Kim Khôn, "Ban nãy có người đến." nên không nghe thấy. Kim Khôn là quản lý của đào thời gian, cũng là bạn học cũ, hai người rất thân thiết, nên nói chuyện tùy ý hơn với những người khác nhiều, không có chuyện gì khác cả. Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu chú ý giữ khoảng cách với khách mời, đừng tạo ra một đống CP nữa, thương xót cho nhân viên của cậu với, dọn dẹp mấy đống đó phiền phức lắm. Ừm, đào thời gian nhà khói thuốc, sao mạnh bạch lại ở đây? Chuyện này là lỗi của tớ, Kim Khôn thừa nhận cậu quyết định tham gia hành trình quá vội vàng, trước đó một tháng Mạnh Bạch đã ký tên trên hợp đồng rồi, nên tớ chỉ có thể báo với bên nền tảng thay người khẩn cấp, nhưng chưa tìm được ứng cử viên thì ekip chương trình đã thông báo bắt đầu việc quay hình rồi. Ba ngày trước đào thời gian quyết định tham gia hành trình, không thể chỉ trách mỗi anh ta được, nên, ừ, một tiếng. Tránh được một kiếp, Kim Khôn thở phào nhẹ nhõm. Thời gian, anh ta có cảm giác hôm nay tâm trạng của ông chủ mình không tệ, nên thử thăm dò cậu ngầm đồng ý cho mạnh bạch ghé phim của mình mấy năm ân tình phải trả chắc cũng đã đủ rồi không cân nhắc đến việc làm sáng tỏ à giờ cả thế giới đều nghĩ là cậu thích mạnh bạch đó đào thời diên nói để tớ xem đã hợp đồng của cậu ta cũng sắp đến hạn rồi mấy năm nay tớ cho cậu ta không ít tài nguyên tốt tiền chưa từng trả thiếu một đồng có thể nói là tận tình tận nghĩa cho dù không tiếp tục ký hợp đồng thì cậu ta cũng chẳng phốt được gì chờ tớ về rồi nói đào thời diên day day huyệt thái dương không muốn quan tâm đến mấy việc vặt vãnh không có ý nghĩa này lắm kim khôn biết thói quen của đào thời diên anh là một ông chủ luôn mặc kệ tất cả trước đây đào thời diên nói mắc nợ mạnh bạch một ân huệ lớn muốn bồi thường cho mạnh bạch nên ném người cho anh ta mấy năm nay những việc liên quan đến mạnh bạch đều do anh ta xử lý anh ta dễ dàng lăm ư từ bản gian ác giai cấp bóc lột đáng ghét chuyện bảo cậu điều tra đã có kết quả chưa? Giọng nói bên kia điện thoại kéo anh ta ra khỏi sự phẫn nộ. Xem như là có, Kim Khôn nói, hộ tịch, học tịch của Trình Hề vẫn luôn ở thành phố Trùng Giang, nhưng không điều tra được thông tin cụ thể. Có lẽ là Kim Chủ sau lưng cậu ta sợ truyền thông, nên dùng thủ đoạn che giấu. Ý, giờ nói tới mới nhận ra nha. Kim Khôn tò mò, hình như cậu rất quan tâm đến Trình Hề ở sân bay giúp đỡ cậu ta lại còn bảo đạo diễn lưu đừng làm khó dễ cậu ta sao thế coi trọng người ta rồi à không coi trọng giọng đào thời gian không kiên nhẫn thấy việc nghĩa nên hăng hái làm không được sao thấy việc nghĩa hăng hái làm gạt quỷ hà kim khôn đang định cà khịa thì trong đầu chợt nảy ra một suy đoán mông lung anh ta hít sâu một hơi ông chủ đừng bảo là cậu nghi trình hề chính là nhóc con mà cậu đã gặp được kia đấy nhé đào thời diên im lặng một lát rồi nói vốn có nghi ngờ nhưng giờ về cơ bản có thể xác định không phải là cậu ấy cũng phải cậu gặp được nhóc con kia tại kiềm châu một tây một bắc với Tùng giang tranh nhau đến mười vạn tám ngàn dặm kim khôn thở dài nếu lúc đó cậu có thể nhìn thấy thì tốt rồi không cần phải tìm như mò kim đáy bể giống hiện tại nói xong anh ta bất giác che miệng lại đào thời diên đã cúp máy rồi bước vào phòng tắm trình hề không tắm rửa ngay mà đứng dựa vào cửa kính giận dỗi một lúc lâu. Những khi yên tĩnh con người ta luôn nhớ lại tình trạng bi thảm lúc mình cãi nhau bị thua, và nghĩ ra cách để giành lại chiến thắng. Nhưng có ích gì nữa đâu, mặt mũi đã mất sạch sành xanh rồi. Càng nghĩ càng giận, cậu vừa cởi quần áo vừa soạt soạt ném trên sàn nhà. Vứt xong cái cuối cùng, cậu giơ tay lấy vòi hoa sen. Tình cờ nhìn thấy quần lót nam boxer màu đen treo trên dây phơi quần áo lớn hơn quần lót của cậu hai vòng. Trình hề càng bực mình hơn. Thế là đào thời gian hút thuốc xong, cúp điện thoại quay lại trong phòng, thì nhìn thấy cảnh tượng cậu bé tóc đỏ thở phì phì đá cửa phòng tắm. Không biết cửa phòng tắm có lỗi gì nữa. Tắm xong rồi à, đào thời gian hỏi. Phải, thấy trên cánh tay lộ ra bên ngoài của cậu trai dính đầy nước, đào thời gian bèn cầm khăn lên nói, khăn mới đó, dùng đi. Sao họ đào lại biết cậu không cầm khăn theo nhỉ? cãi nhau thua vậy thu chút lãi chắc cũng không có gì quá đáng nhỉ, trình hề nhanh chóng nhận lấy. Dáng vẻ kia giống mấy đứa trẻ trâu đòi tiền cha mẹ thật đấy, đào thời gian không khỏi cong khóe môi, nhà gỗ của cậu chắc là không có máy sấy. Anh hất cầm về phía bàn trang điểm ở bên cạnh, sấy xong rồi về. Họ đào tốt bụng vậy à, trình hề nghi ngờ nhìn anh chầm chầm, nói thật, nhà gỗ đúng là không có máy sấy, là đàn ông con trai, lẽ ra không cần sấy tóc cầu thả một chút cũng không sao nhưng chất lượng giấc ngủ của cậu kém một chút vấn đề còn con cũng làm cậu mất ngủ ví dụ như tiếng gió bên ngoài quá lớn ví dụ như cảm giác ve kêu không có nhịp điệu ví dụ như độ cao hai bên trái phải của cái gối không cân đối tóc ướt rất khó chịu cực kỳ có khả năng làm cậu quyết chiến đến hừng đông ngày mai phải quay hình cậu không thể làm liên lụy đến tiến độ của ekip chương trình được được thôi trình hề bĩu môi vậy tôi dùng thử xem. Làm như ai ép cậu không bằng, đào thời gian bật cười, đi đến ngồi xuống ghế sofa bên trái bàn trang điểm trả lời tin nhắn. Trình hề vốn muốn đứng để sấy nhanh một chút, nhưng mở hộp máy sấy ra lại phát hiện dây cắm điện rất ngắn, chỉ có thể ngồi trước tấm gương của bàn trang điểm để sấy tóc. Sấy một lần hai lần, nhiệt độ trong phòng khách hạng sang thoải mái quá. Sấy ba lần bốn lần, ồ, tiếng ồn của máy sấy có thể thôi miên kìa sấy năm lần sáu lần, họ đào lén hút thuốc đúng không, mùi thuốc còn dư lại trên người vừa lạ vừa tươi mát. Sấy bảy lần tám lần, hình như không chỉ có mùi thuốc lá, mà mùi hương trên người anh ta cũng rất dễ chịu. Sấy chín lần mười lần, gương kia ngự ở trên tường, nói cho ta biết vì sao mí mắt lại ngày càng nặng, ngày càng nặng vậy. Lạch cạch, máy sấy theo đầu nhỏ của cậu trai rơi xuống mặt bàn. Đào thời gian nhíu mày, nhẹ giọng gọi, trình hề đợi 2 phút, không có tiếng trả lời. Nhìn thật kỹ thì thấy mí mắt mỏng manh của cậu trai đã khép chặt, hô hấp đều đặn. Miệng hơi mở ra, có thể thấp thoáng nhìn thấy một phần hàm răng trắng tinh. Xem ra là đã ngủ say rồi. Đào thời gian ngạc nhiên, thực sự đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thủ đoạn ngủ lại thanh thuần không hề giả chân như vậy đó. chương 9, sáng hôm sau, trình hề bị tiếng gào tê tâm liệt phế của đạo diễn lưu đánh thức. Alice, đừng ngủ nữa, dậy kết hôn đi, cậu lần mò tắt nút bộ đàm đi. 10 phút sau, trên hành lang vang lên tiếng gọi của trợ lý và anh dai quay phim Alice. Cậu ở đâu, đội ngũ rước dâu sắp tới rồi. Xong chưa vậy, trình hề mím chặt môi, chống khuỷu tay ngồi dậy, nheo mắt nhìn bốn phía. Sai quá sai, trang thiết bị trong phòng hình như hơi sang trọng, không giống nhà gỗ nhỏ của cậu. Nhìn kỹ quần áo treo trên móc áo, tay áo dài, ống quần dài cái nào trông cũng lớn hơn đồ của cậu hơn nữa không phải là kiểu mà bình thường cậu hay mặc ký ức dần dần quay lại trình hề lập tức lấy lại tinh thần đến nỗi sởn gai ốc đệt miệng sao tự nhiên cậu lại ngủ trong phòng của đào thời gian vậy lại còn ngủ rất cmn say nữa chứ gì vậy không phải họ đào bỏ thuốc ngủ trả thù cậu đấy chứ cậu luống cuống tay chân vén chăn lên trong lòng cuối cùng cũng yên tâm trên người vẫn mặc áo quần đầy đủ cậu vẫn là trình hề trong sạch. Vậy đào thời gian thì sao? Đi đâu rồi? Để chân trần xuống đất, cậu dè dặt đi xung quanh một vòng. Vali hành lý màu đen của đào thời gian đang mở toang, trải phẳng trên sàn nhà, nhưng chủ nhân của vali thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Trình hề hơi ngơ người. Thầy Trình, Alice, bên ngoài tổ chương trình thúc giục như đòi mảng, Trình hề không có thời gian suy nghĩ nhiều bèn cầm khăn lên chùm mặt lại. Cậu mở cửa ra, lại thoáng liếc thấy một cái hộp gỗ nằm ở giữa vali, dài khoảng 30 40 cm. Thân hộp nhìn hơi cũ, chỗ mở nắp trông hơi bóng loáng do chủ nhân của nó thường vuốt ve trong thời gian dài. Vậy nên đào thời gian là cái loại biến thái gì vậy, luôn mang theo hộp gỗ bên người rồi không có chuyện gì cũng mở ra xem một chút hả? Chẳng nhẽ là nó đựng thứ gì đó kỳ quái. Cậu lén lút đi ra ngoài, mới vừa xuống lầu đã bị tổ chương trình bắt vào phòng của Alice. Trình Hề đang trong trạng thái mơ mơ màng màng rất dễ bị chi phối. Alice đổi cho cậu một bộ quần áo màu trắng tinh, còn quá đáng mà phủ thêm một tấm lụa trắng, rồi nhét cậu vào xe ngựa chạy tới nhà người giàu có ở trong vùng. Xe ngựa lắc lư suốt cả quãng đường, mãi cho đến tận khi bị đưa vào trong phòng cưới, Trình Hề mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Phản ứng đầu tiên là cậu, Trình Hề, một bệnh nhân bị mắc chứng mất ngủ trầm trọng 16 năm nay, có thể ngủ thẳng một giấc đến sáng ngày hôm sau mà không gặp ác mộng đó hẳn là một phép màu đúng không phản ứng thứ hai là đệt lại bị ekip chương trình hãm cmn hại rồi đạo diễn lưu nói cậu không cần phải làm gì cả chỉ cần ngồi im trên giường đợi những khách mời khác tới cứu là được phải cậu thực sự không cần nhúc nhích nhà người giàu có ở trong vùng đã khóa cửa sổ lại rồi trói chặt tay cậu còn bịt kín mắt cậu mẹ kiếp muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi cậu thử cởi dây thừng nhưng tiếc là tay bị trói ở phía sau hoàn toàn không cười được mắt thì càng khỏi nói còn không thể chạm tới được gian phòng nhỏ hẹp hoàn toàn kín gió bóng tối và những thứ mình không biết cùng nhau xông tới trình hề bất giác rụt người về phía sau trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi cam nhỏ cậu đã đến bên đó chưa lúc này bộ đàm vang lên hai tiếng tít tít giọng nói của hứa lệ sơ vang vọng trong gian phòng vắng vẻ tôi đến rồi Trình hề mím môi, bao giờ mọi người mới đến. Hứa lệ sơ không dám nói bọn họ còn chưa ra khỏi cửa, nên đành nói dối tụi này đang đi về bên đó rồi. Được, nếu có chỗ nào cần phối hợp thì cứ nói với tôi. Không biết vì sao, đào thời gian cứ cảm thấy giọng của cậu hơi lạ, nhưng không thể nói ra là lạ chỗ nào. Biết trình hề đã đến, những người còn lại sợ để lỡ nhiệm vụ, nên ngấu nga ngấu nghiến nhét bánh mì vào miệng, vừa nhét vừa bàn bạc đối sách giải cứu đào thời gian không có khẩu vị định ra ngoài hút điếu thuốc lúc đi ngang qua phòng bếp anh nghe thấy hai đầu bếp vừa nói vừa cười ơ ờ, làm dư bữa sáng của khách mời à không phần thừa chắc là của thầy trình cậu ấy đi sớm chưa ăn gì ờ vậy nói được một nửa cảm giác bên ngoài có người đi ngang qua hai đầu bếp lập tức im miệng vốn tưởng người đã đi xa ai ngờ hai phút sau tiếng bước chân lại quay về người đàn ông chỉ từng nhìn thấy trên tivi nói, đưa sữa cho tôi. Thẩm ý ăn nhanh, nên được mọi người cử tới trang viên của nhà giàu trong vùng điều tra tình hình trước, biết được đã bắt đầu có khách mời tham gia tiệc cưới lần lượt đến rồi. Tình huống như thế này chỉ có thể dùng trí, mọi người quyết định trước tiên quấy rối hội trường, rồi nhân lúc tình hình hỗn loạn cử người lèn vào trong cứu trình hề. Nhân lực có hẳn, chỉ có thể chọn một người đi cứu trình hề, người này cực kỳ quan trọng nếu như người đó thành công thì nhiệm vụ cũng thành công nếu người đó thất bại thì nhiệm vụ cũng thất bại mạnh bạch đùn đầy nói sức khỏe không tốt nên tự động rút lui khỏi việc tuyển chọn hứa lệ sơ do dự một lát rồi nói tôi đi cho người tôi nhỏ khá là linh hoạt tôi đi mới phải vương tử hàn lắc đầu nhỡ gặp phải đàn ông con trai cô thân gái một mình dễ chịu thiệt với lại cũng không an toàn nhưng người anh cao dễ bị người trong đó phát hiện Đào thời diên ôm cánh tay đứng bên cạnh, im lặng nghe mọi người tranh luận. Dẹt dẹt, dẹt dẹt, bộ đàm yên tĩnh suốt nửa tiếng đồng hồ chợt vang lên, mọi người, còn bao lâu nữa mới tới đây vậy? Giọng nam rất dễ nhận ra, không phải là âm sắc trong trèo, mà âm điệu khá thấp, mang theo sự khô khan không thể kiềm chế được. Cam nhỏ, cậu đừng vội, hứa lệ sơ động viên, tụi này sắp tới rồi. Không đến nữa là tôi phải gả cho người ta đó giọng nói của Trình Hề như đùa giỡn, nhưng chẳng nghe ra chút ý cười nào. Được, yên tâm, tụi này tuyệt đối sẽ không để cậu phải gả cho người khác. Anh Tử Hàn, em nghĩ em đi tốt hơn, vì... Từ lúc tiến vào tổ chương trình, Trình Hề chưa bao giờ chủ động dùng bộ đàm. Hơn nữa thông qua hành động có thể nhìn ra cậu không phải là người nôn nóng. Tại sao lại thúc giục những hai lần? Đào thời gian khẽ nhíu mày. Đừng ồn ào nữa, anh lấy cái mũ trong tay hứa lệ sơ để tôi đi cứu cậu ấy. đây là lần đầu tiên đào thời diên chủ động nhận nhiệm vụ kể từ lúc bắt đầu quay hình cho đến giờ hứa lệ sơ nghe thấy thế thì sửng sốt mãi cho đến khi hai tay trống trơn mới lấy lại tinh thần mà đào thời diên thì đã dẫn đầu leo lên xe rồi trên đường đến trang viên của nhà giàu trong vùng bọn họ liên tục trao đổi với thẩm ý đang mai phục ở bên kia chị ý giờ trong vườn hoa có bao nhiêu người để chị đếm xem gần 20, 30 người. Tổ chương trình không tiếc bỏ tiền ra thuê diễn viên quần chúng nhỉ, vậy tỷ lệ nam nữ như thế nào? Có thị vệ này nọ không ạ? À? Tỷ lệ nam nữ gần bằng nhau, không có thị vệ, nhưng có bốn người làm vườn và hai con chó, loại chó này hình như không dễ đối phó đâu. Thẩm ý vừa dứt lời, cả mấy người đều nghe thấy một trận chó sủa, qua ống nghe cũng có thể cảm nhận được không phải là thứ hiền lành gì. Thế này đi, để tôi dẫn chó ra ngoài, Vương Tử Hàn nói, lệ sơ, tiểu bạch, hai người chịu trách nhiệm gây rối được không? Được, cứ quyết định như vậy đi. Chị ý, nhờ chị phối hợp tác chiến ở bên ngoài nhé. Dằm bà câu quyết định xong kế hoạch, 10 phút sau, xe bát dừng lại trước cửa hoa viên của nhà giàu trong vùng. Thấy chiếc xe quen thuộc, thẩm ý bèn đi qua, nói sơ về địa hình và bố cục cho mọi người. Vương Tử Hàn lấy thịt trước đó đã chuẩn bị sẵn ra, dùng tay ra hiệu cố lên, rồi thoải mái nhảy xuống xe nhưng mọi việc không dễ như bọn họ nghĩ đầu tiên vương tử hàn đánh giá thấp lực sát thương của hai con chó đó là hai con giống chó chăn cừu đức vừa thông minh vừa hung dữ từ trước đến giờ không bao giờ ăn thịt mà người ngoài cho hết cách vương tử hàn đành phải dở cho chọc giận hai con chó để dụ chúng xông ra ngoài rồi nhanh chóng chạy mất dạng cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của gã ngay sau đó hứa lệ sơ chống lạnh hùng hổ xông tới trước mặt nhà giàu trong vùng, ngươi là tên lừa tình. Hôm qua còn nói yêu ta nhất, mà hôm nay đã cưới người con gái khác. Ta phải cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Để chân thực, ekip chương trình cũng không tiết lộ kế hoạch cho diễn viên quần chúng đóng vai khách mời, bọn họ thật sự bị cô làm cho choáng váng. Nhưng lời buộc tội đẫm nước mắt cũng chẳng thể làm gì được người làm vườn và nhà giàu trong làng, người đâu, kéo cô ta ra ngoài. Hứa lệ sơ, CMN đây không phải là lời mà, quả nhân cần nói sao. Cô bị người làm vườn to khỏe kéo đi, mạnh bạch ở bên cạnh giúp đỡ lập tức choáng váng không biết phải làm sao. Thẩm ý chịu trách nhiệm phối hợp tác chiến trợn mắt, lao vào vườn hoa, đạp đổ cái bàn xếp đầy món ăn, cái tên cả trớn này dám trộm ngựa của ta, dẫm nát hoa màu nhà ta, hôm nay trong hai ta ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Nhà giàu trong làng, ta không, ngươi đừng đá ta. À phát, Louis, Louis người đâu rồi, nhanh tới giúp đỡ. Cảnh tượng rất hỗn loạn, trong đám người ồn ào, đào thời gian rốt cục cũng tìm được cơ hội lèn vào cửa phòng. Thời gian trôi qua, cảm giác sợ hãi và bực bội của trình hề ngày càng nặng nề. Nhưng khách mời đều đang rằng có với nhà giàu trong làng, không có ai nói gì cả, bộ đàm chẳng có phản ứng gì giống như đã mất hết tác dụng. Sự yên tĩnh trong căn phòng làm người ta hốt hoảng, Bốn bức tường như biến thành yêu quái, dương nanh múa vuốt không ngừng đè lên người cậu, đè đến mức cậu thậm chí cảm thấy hơi khó thở. Cậu sợ không gian chật hẹp, lại càng sợ ở bên trong không gian đó một mình. Cậu ở phòng nào? Lúc này bộ đàm rốt cục cũng sống lại, qua xử lý của dòng điện, giọng đối phương rất êm tai. Trình Hề hít sâu một hơi, giống như trước dùng đầu gối đè lên nút trò chuyện, cố gắng khiến giọng mình nghe bình thường một chút, "Tôi, tôi không biết, tôi không nhìn thấy gì." nhưng sau khi vào đây tôi đã đi bộ 32 bậc cầu thang và 13 bước. Đào thời gian, ừ, một tiếng, đợi tôi. Sau đó cũng chẳng còn sau đó nữa. Có lẽ giọng nói trầm ồn của đào thời gian dễ dàng khiến người ta tin tưởng, hoặc có lẽ địa vị của đào thời gian ở trong tiềm thức làm người ta nghĩ rằng anh sẽ không nuốt lời, bất giác nỗi sợ hãi của trình hề thật sự đã nhẹ đi nhiều. Cậu lập tức phát hiện ra, hẳn là đào thời gian đã trà trộn vào rồi nếu không cũng sẽ không hỏi cậu ở phòng nào hy vọng trốn thoát đang ở trước mắt trình hề liều mạng leo xuống giường nếu như đào thời gian tìm từng căn phòng một thì sẽ mất rất nhiều thời gian cậu cần phải đưa ra gợi ý cho đối phương cách tốt nhất là gây ra tiếng ồn ở cửa để đào thời gian men theo tiếng động mà tới đây cậu thử thăm dò tìm vị trí của cánh cửa nhưng bóng tối và sự hoảng sợ không thể kiềm chế được đã cướp mất cảm giác về phương hướng cậu dầm một tiếng động vào tường Dầm, lại đụng đổ lọ hoa, chẳng nhẽ là ở bên trái. Trình hề lóng ngóng nghiêng người về bên trái, đi chưa được mấy bước, chân đã vấp phải thứ gì đó giống chân ghế, chưa kịp phản ứng thì cả người đã té xuống. Đầu gối đau rát, nhưng không sao, cậu dùng khuỷu tay chống người dậy, cắn răng chậm rãi bò dậy. Nào ngờ vất vả lắm mới đứng dậy được, đầu gối lại mềm nhũn, cơ thể bất giác nghiêng về phía trước. Cậu sẽ không té ngất ở đây đấy chứ. Trình hề nghĩ thầm, thật ra ngất đi cũng tốt, dù sao cũng đỡ hơn việc phải tỉnh táo mà đối mặt với bóng tối. Nhưng mà, khoảnh khắc suýt chút nữa thì ngã xuống, cách đó không xa vang lên tiếng cót kết. Mùi gỗ quen thuộc nhanh chóng tới gần, ngay sau đó cậu được đỡ đứng vững lại. Người đó vén mạng che mặt của cậu lên, nhét vào tay cậu một chai thủy tinh ấm áp, giọng nói vừa thấp vừa nhẹ. Tôi đến rồi, tác giả có lời muốn nói. Trình tiểu hề trong sạch, Trình Tiểu Hề từ trước đến nay chưa bao giờ ăn vạ. Trình Tiểu Hề nghi ngờ mình bị bỏ thuốc. Trình Tiểu Hề được người ta vén mạng che mặt ra sau đầu. chương 10, may mà Trình Hề té không nặng lắm, nên nghỉ ngơi một lát là đã dịu đi nhiều. Đào thời gian tháo mảnh vài bịt trên mắt cậu ra, dẫn cậu đi xuống lầu. Tất cả khách mời đều đang nhốn nháo ẩm ý. Đạo diễn lưu mình cười tuyên bố nhiệm vụ, đại giá, kết thúc mỹ mãn. Ngoài ra, hôm nay không còn nhiệm vụ nào khác mấy vị khách mời căng thẳng cả một buổi sáng leo hết lên xe của đạo diễn Lưu, nhao nhao muốn xem lại cảnh quay ban nãy. Quả nhiên, loại nhiệm vụ khác người này khá thú vị, mọi người đều ôm bụng cười. Ha 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 từ hàn bị chó rượt chạy gần ba dặm, ơ ờ đến giờ cậu ấy vẫn chưa về này, đạo diễn Lưu chú cử xe đi đón chưa? Lệ sơ rất có thiên phú diễn người đàn bà tranh chua đó, sau này có thể thử mấy vai kiểu đó nhé, cô đừng đánh tôi dáng vẻ bị dọa ngốc của tiểu bạch đáng yêu quá, thật là làm người ta thương yêu, má ơi, chị ý, một đá này của chị ngầu quá đi, tên giàu có ở trong vùng hoan ức chưa kìa. a a a a a a a bị một trận ma âm làm suýt chút nữa rách màng nhĩ, thẩm ý che tai lại nói, lệ sơ, em làm gì thế? Hứa lệ sơ ríu rít, thầy đào đẹp trai quá, dáng vẻ ảnh dẫn vệ binh ra cực kỳ giống phim điệp viên. Đúng 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 chị cũng thấy đẹp trai, thẩm ý điên cuồng gật đầu, nhưng mà ekip chương trình sắp xếp chẳng hợp lý chút nào, đâu có ai dùng người làm vườn canh giữ bên ngoài còn trong phòng thì lại có vệ binh, rõ ràng là làm chúng ta lơ là mất cảnh giác, đặt bẫy chúng ta đây mà, may mà thời gian phản ứng nhanh. Đặc biệt là anh tiếp cận được trình trình, năng lực bạn trai level mắc, tuyệt quá, ơ, ờ, hứa lệ sơ phát hiện ra điểm sáng idol, anh nhét đồ vào tay trình trình à. Vị trí máy quay ở trong phòng có hơi cao, động tác cởi chói của đào thời duyên che mất tay trình hề. Hình ảnh chợt lóe lên, mọi người chỉ có thể nhìn thấy động tác mơ hồ, nhưng không nhìn rõ cụ thể. Đào thời Diên nhíu mày, anh không nói gì, thấy idol không có ý định trả lời, hứa lệ sơ mới chuyển qua hỏi trình hề, cam nhỏ, ảnh đưa cho cậu cái gì vậy? Trình hề vẫn luôn ở phía sau nhóm người, cảm xúc chưa khôi phục lại hoàn toàn, nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều cậu vuốt ve chai sữa bò vẫn còn ấm ở trong túi áo, không đưa gì cả. Wow, dài đẹp nói dối mà vẫn đẹp trai vậy ta. Nhưng mà tôi nhìn thấy rồi nhé, khai thật đi, không nói tôi lục soát người cậu đó. Trình hề im lặng một lát, rồi phun ra ba chữ, máy thu âm. Lúc quay phim, hầu hết các thiết bị đều đeo ở phía sau lưng hoặc bên hông khách mời. Trình hề ở trong phòng đấu đá lung tung, lại còn bị ngã, nên làm rơi thiết bị là chuyện bình thường. Hứa lệ sơ hơi mất mát, ờ, một tiếng, trò hề cả một buổi sáng đã kết thúc, mọi người lảo đảo tê liệt ngồi trên xe bus, thoạt nhìn tưởng như bước vào chợ cá mắm, người nào người nấy đều giơ điện thoại lên rất cao. Trình hề ngồi ở hàng ghế của nhóm C, cậu lười biếng dựa vào thân xe, đầu tựa bên cửa sổ, bỗng nhiên bị hứa lệ sơ gào lên suýt chút nữa thì hồn lìa khỏi xác. Trình trình, mau xem huy bua, cậu lên hot search rồi kìa. Hot search. Trình hề chẳng hiểu mô tê gì, đã hai ngày trôi qua rồi, chắc xì căng đan của cậu sẽ không bị treo lên nữa đâu. Chẳng nhẽ đối thủ mua hot suất hàng tháng cho cậu hà ta? Thù hận cậu đến mức nào vậy trời? Ai đồ, cả anh nữa, ha 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 thú vị quá đi. Liên quan gì đến họ đào? Trình hề do dự mở ứng dụng Weibo, còn chưa kịp thở ra, đã suýt chút nữa nghẹt thở. Dù sao thì cậu cũng flop. Hashtag thăng trình gạch dưới hề gạch dưới tiệp gạch dưới tối đã không còn ai tác nữa, nhưng có một cái hashtag khác có dính tới tên cậu tỏa sáng ở cuối bảng hot search, đang hot lên nhanh chóng đến độ mắt thường cũng thấy được. Hashtag đó tên, thăng trình gạch dưới hề gạch dưới biến gạch dưới thành gạch dưới không gạch dưới tại gạch dưới chỗ. Ấn vào chủ đề, được truyền tiếp nhiều nhất là đoạn trailer do Weibo chính thức của hành trình đăng lên, kèm theo một đoạn caption rất giống tiếp cận khoa học. A à, còn Weibo chính thức của hành trình đầy bất ngờ. Vì sao môi sao lớn lại biến thành không? Vì sao đàn ông tám thước bỗng nhiên lại giả gái? Hôn lễ long trọng tổ chức vì ai? Đó là hành vi mất đạo đức hay là sự méo mó của bản chất con người? Hãy theo dõi số đầu tiên của hành trình ra mắt vào ngày 20 tháng 8 video. Video dài hơn một phút, hình ảnh bắt đầu bằng cảnh trình hề giơ tay lên trưng cầu ý kiến, rồi đạo diễn lưu nói, không được, ai bảo cậu là không tiếp theo là cảnh đặc tả trình hề mặc áo sơ mi và những vị khách mời ở dưới tầng nhao nhao ngừng đầu lên không nói một lời nào đương nhiên mặt khách mời đều bị làm mờ không nhìn ra là ai với ai cả chỉ có thể nghe thấy có người dùng giọng nói rất khẽ thốt một câu rất đẹp cuối cùng là cảnh trình hề đội mạng che mặt lên xe hoa đôi mắt đầy mịt mờ trông rất yếu đuối vừa bất lực lại vừa đáng thương chỉ có bản thân cậu biết là lúc đó mình đang tò mò về sự khác thường tối hôm qua khu bình luận toàn là đang cười cười nói nói. Ết 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 biến thành không tại chỗ, cười chết mị, mấy người có nhìn thấy ánh mắt bẽ bàng mang theo sự hoang mang của anh dai không? Trời ơi trời ơi trời ơi, khuôn mặt này, body này, đường cong xương quay xanh này thật sự là của hiếm. Tôi muốn có được toàn bộ thông tin của anh dai này trong 3 giây đồng hồ, toàn bộ. Anh dai trong video là A Còng Trình Hề, hát nhảy đều cân hết, gia nhập fandom sẽ không thiệt thòi các chị em nhanh tới đây, chúng ta cùng nhau trộm xe đạp nuôi ảnh. Không biết mấy người đang hào hứng cái gì, có biết anh dai của mấy người là loại người nào không? Khuyên một câu chân tình là đừng oai oai nữa, cậu ta sắp bị chơi hỏng rồi. Tôi sất rồi, anh dai là người mới vừa debut được nửa năm, với nhan sắc của ảnh, nói một câu nhan sắc đỉnh nhất dạo gần đây cũng không quá phận chứ. Mấy người đều đang thảo luận về anh dai chỉ có mỗi tôi tò mò những khách mời còn lại là ai thôi sao. Đặc biệt là người nói câu, rất đẹp ấy, giọng nói đó rất quen, hình như nghe qua ở đâu rồi. Tôi cảm thấy câu, rất đẹp, đó hơi giống giọng của ảnh đế đào. Chị gái lầu trên, chị muốn ăn chửi à, anh Diên ghét nhất là người mới đi, đường tắt. Nếu như anh Diên nói câu đó, tôi sẽ livestream ăn 5kg cứ xê tại chỗ luôn. Bạn thật dũng cảm, bạn thật dũng cảm cộng một bạn thật dũng cảm cộng hai, nhưng tôi đoán không phải là ảnh đế đào. Cư dân mạng bừng bừng khí thế thảo luận về ứng cử viên của dàn khách mời, độ hot ngày càng cao. Thật ra hành trình không cố ý tuyên bố khách mời mà chỉ muốn khơi dậy sự hứng thú của khán giả, từ đó tăng thêm cảm giác chờ mong của kỳ một mà thôi. Bây giờ xem ra đã đạt được mục đích rồi, chỉ có một mình trình hề nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến nỗi nói chẳng thành lời. Cậu không ngờ đạo diễn Lưu sẽ dùng mình làm tư liệu sống của trailer đầu tiên, càng không ngờ đào thời gian lại nói, rất đẹp. Chắc là mỉa mai vì cậu mặc đồ giả gái, biến thái, xúc sinh. Trình hề giận đùng đùng tắt quay bua, rời đầu nhỏ khỏi cửa sổ, quay qua một bên khác. Giờ cậu chẳng có lòng giả nào mà quan tâm đến hot nữa, trước mắt, chuyện quan trọng nhất mà cậu cần phải suy nghĩ là. Để nửa năm, Cậu đã tham gia sâu thực tế và các hoạt động quảng bá không chỉ một hai lần, cậu lạ giường, mỗi khi đến nơi khác đều mất ngủ, không hề có ngoại lệ. Nhưng trong khoảng thời gian tham gia hành trình, đầu tiên là cậu ngủ gật trên máy bay, sau đó đóng, cô dâu bỏ trốn thì lại suýt chút nữa ngủ quên ở hiện trường ghi hình, tiếp đó nữa lại ngủ ở trong phòng của kẻ thù, không đúng, không phải là phòng mà là ở bàn trang điểm trong phòng, đang sấy tóc mà bất tỉnh nhân sự luôn. Ngồi mà cũng ngủ được cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Cực kỳ khác thường, trình hôm hề nhún mày, phát hiện ra vấn đề không đơn giản chút nào. Cậu vào WeChat, muốn tìm triệu tiểu đào giúp mình phân tích tình huống. Trình hề hít sâu một hơi, sau khi đưa cậu đến đây, triệu tiểu đào về nước giải quyết công việc còn tồn động. Trình hề kể lại tình hình khác thường trong hai ngày nay cho anh ta nghe, triệu Watson tiểu đào nghe xong thì gãi đầu, mê man giống như một đứa trẻ nặng 180 cân. Mặc dù Trình Hề mới để bưu hơn nửa năm, nhưng từ việc lên kế hoạch ra album, vạch ra lộ trình cho đến họp báo chuẩn bị đề bưu, Triệu Tiểu Đào đã ở bên cạnh Trình Hề hơn một năm rồi, nên biết rõ chứng mất ngủ của Trình Hề nghiêm trọng đến mức nào. Triệu Tiểu Đào từng dẫn Trình Hề tới mấy bệnh viện, bác sĩ đều chẩn đoán giống nhau. Chứng mất ngủ nguyên phát không có căn nguyên bệnh rõ ràng, có thể là do sự kiện nào đó gây ra ảnh hưởng không thể đảo ngược đến tính ổn định chức năng của hệ thống limbic trong đại não chỉ có thể trông mong cơ thể tự điều tiết. Thuốc chỉ có tác dụng phụ trợ, không thể giúp cậu ngủ, càng không thể giúp cậu thoát khỏi ác mộng được. Triệu tiểu đào gõ tiếp, triệu tiểu đào, hích, người tin nhắn yêu cầu 5 phút, trình hề cuối cùng cũng kết bạn lại với anh ta. Trình hề dứt khoát kéo triệu tiểu đào vào danh sách đen. Làm cái quần què gì vậy chứ, nghiêm túc phân tích cả buổi, lại phân tích ra cậu ở bên cạnh đào thời gian là có thể đi vào giấc ngủ. Có khả năng ư nằm mơ giữa ban ngày, trình hề rụi rụi mí mắt mỏi như của mình ngáp một cái, nước mắt dì ra khoe mắt ban nãy bị rụi đỏ, giống như những cánh hoa đào được bọc trong lớp tuyết mới tan, lại vừa giống sợi vải đỏ được bọc trong pha lê sáng chói. đào thời gian nghiêng đầu nhìn giọt nước mắt đó của cậu vài giây, rồi chứng kiến quá trình mí mắt cậu nhóc đánh nhau cho đến lúc thành lợn chết cho dù xe lật cũng không tỉnh. ngay cả lúc dừng xe, trình hề cũng là được đào thời gian gọi dậy dậy đi, ơ, ờ, ừm, đứa nào dám gọi cậu dậy lúc cậu đang ngủ say thế? Trình Hề mơ màng dụi mắt, tầm mắt trước tiên rơi vào một vết nước nhỏ trên vai đối phương. Sau đó đối mặt với đôi mắt đen láy, không phải chứ? Tôi, Trình Hề sừng sốt, tôi ngủ quên à? Đào thời gian nhún mày, chỉ vai mình, không thì cái này là do ai làm, mèo con à? Có ý gì? Nói cậu là động vật, Trình Hề không nhịn được không phải chỉ là một bộ đồ thôi sao, có gì ghê gớm chứ, cởi ra tôi giặt cho anh. Đào thời gian nói, giờ cởi luôn à, trình hề, trình hề chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như vậy, nên giận đến mức đau não. Quan trọng là giờ cậu thấy rất hỗn loạn, trong đầu có một ý nghĩ cực kỳ, cực kỳ bất thường chợt hiện lên. Điều đó làm cậu hoảng hốt, cậu vội vã nhảy xuống xe, chạy một mạch vào trong pháo đài. Lúc vào cửa không cần thận đụng phải hứa lệ sơ, Hứa lệ sơ tò mò hỏi, cam nhỏ, trong túi cậu giấu cái gì vậy, cấn đau tôi nè. Ngón tay trình hề vuốt ve chai sữa bò đã nguội lạnh, mím chặt môi. Có phải cậu lén giấu đồ ăn không? Hứa lệ sơ không buông tha. Lúc này đào thời gian vẫn luôn quan sát chợt khẽ cười một tiếng, có lẽ là bộ đàm. Trình hề, này, cam nhỏ cậu đừng đi, chúng ta sắp ăn cơm rồi. Này, không nghe à, hứa lệ sơ nhìn bóng lưng hốt hoảng của giai đẹp, lẩm bẩm nói sức khỏe của cam nhỏ kém thật đấy sao lại sốt nữa rồi tác giả có lời muốn nói cam nhỏ tuyệt đối không thể hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe